Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Trân trọng kính chào toàn thể ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào livestream học lời Chúa buổi tối ngày hôm nay. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhằm Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em. Và xin Chúa giờ này ban phước cho hết thầy ông bà anh chị em, những ai sẽ kết nối vào bài học buổi tối ngày hôm nay. Amen. Chúa là đấng rất là nhân từ và tôi tin rằng Ngài luôn có phần thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Amen. Chào tất cả ông bà anh chị em yêu quý. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt thân quen ở đây. Và những khuôn mặt này thì lúc nào cũng trung tín học lời của Ngài. Tôi tin rằng đời sống ông bà anh chị em sẽ rất là được phước. Nhà rất được phước. Cảm ơn Ngài. Dạ, tôi nhìn thấy rất là nhiều anh chị em bắt đầu kết nối vào. Và tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời Ngài đụng chạm ngay chúng ta. Ngay khi chúng ta kết nối vào, đụng chạm tấm lòng của chúng ta, đụng chạm vào tâm trí chúng ta. Để tất cả anh chị em mình sẽ được lãnh hội tất cả những gì mà Chúa muốn anh chị em học buổi tối ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Amen. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Dạ. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Dạ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em. Yes, ông bà anh chị em không biết là hôm nay có đọc cái lịch phục vụ cộng đồng của Hội Thánh Nhà Muôn Dân không? Đấy, chúng ta đang có một cái lịch mới phải không ạ? Chúng ta bổ sung thêm những cái mục vụ vào trong cái lịch phục vụ của Hội Thánh. Cho nên trong tuần anh chị em có những nhu cầu, có những vấn đề trong đời sống của mình và cần Chúa giúp đỡ, hãy liên hệ với một trong những cái thông tin mà chúng tôi đăng ở trên đó. Anh em có thể đến bất kỳ lúc nào, chỗ nào cũng được, không ạ? Miễn sao mà Chúa giúp anh chị em là được. Ok, anh chị em cảm thấy được đời sống tăng trưởng, đất thắng tươi mới, khỏe mạnh là được. Hãy liên hệ. Và tôi tin rằng trong thời gian sắp tới thôi, Hội Thánh Nhà Muôn Dân sẽ kín từ thứ hai đến chủ nhật luôn. Tức là ngày nào trong tuần cũng có thể có sự kết nối để anh chị em được Chúa thăm viếng, được Chúa giải cứu, được Chúa chữa lành, được Chúa khích lệ. Anh chị em có amen với điều đó không ạ? Tôi thì tôi ước ao điều đó. Tức là từ thứ hai đến chủ nhật, bất kể ngày nào anh chị em cũng có thể kết nối với Chúa qua Hội Thánh để được phục vụ, được Đức Chúa Trời chăm sóc. Và đời sống chúng ta được tươi mới, được chữa lành, được giải cứu, được tự do. Cảm ơn Ngài ha. Đây là cái điều rất là diệu kỳ. Và rồi và anh chị em, buổi tối hôm nay tôi xin nhắc lại là chúng ta đang ở trong loạt bài là cách cầu nguyện cho người bệnh, không ạ? Cách cầu nguyện cho người bệnh. Và hôm nay chúng ta học bài thứ hai, học bài thứ hai của cái loạt bài này là quyền năng của lời chứng. Ha, quyền năng của lời chứng. Chúng ta đã học bài thứ nhất là xây dựng một bầu không khí đức tin để chữa lành. Cái điều này cũng rất là quan trọng. Đây là nền tảng để tôi và bạn chị em bước vào chức vụ cầu nguyện chữa lành, hoặc là nói chức vụ thì nó to tát quá, để bước vào một cái sự hiểu biết, một cái ơn để chúng ta có thể cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho người khác để người ta được chữa lành, được giải cứu, được tự do trong danh Chúa Giêsu. Thì cái nền tảng đầu tiên là chúng ta cần theo đuổi để xây dựng cho mình một cái bầu không khí đức tin chữa lành. Lúc nào mình cũng kỳ vọng vào sự chữa lành, lúc nào mình cũng nghĩ về sự chữa lành, lúc nào mình cũng mong chờ, hy vọng vào phép lạ và sự chữa lành. Đây là cái cách hành động của Chúa. Nếu cái tâm chúng ta để vào cái điều gì, hướng vào điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ đem điều đó thưởng cho chúng ta. Mình tìm điều gì, mình gặp điều đó. Mình xin điều gì, Chúa cho điều đó. Mình gõ cửa điều gì, cửa sẽ mở cho điều đó. Amen chứ. Không bao giờ có chuyện chúng ta ước một điều mà Chúa lại cho điều khác, không có. Nếu chúng ta không bao giờ ước về cái sự phép lạ, về chữa lành, về giải cứu, thì không bao giờ có trong cuộc đời của mình. Đây là cái chỗ mà chúng ta hãy cần lưu ý. Cho nên tôi nhắc lại là cái nền tảng đầu tiên của chúng ta là gì? Hãy xây dựng cho mình một cái bầu không khí đức tin chữa lành. Và cái đó nó phải luôn theo trong cuộc sống của chúng ta, từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ.
giống như cái chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao cho Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Anh chị em thấy không ạ? Hội Thánh Nhà Muôn Dân xoay đi xoay lại, xoay tới xoay lui, luôn luôn nói về gì? Sự chữa lành, bứt phá, phước hạnh, giải cứu, cứu rỗi ở trong Chúa thôi, không có nói gì khác. Không có nói cái gì khác, loanh quanh chỉ có những cái chuyện đó thôi. Và anh chị em thấy phép lạ nó xảy ra liên tục. Tuần nào cũng có phép lạ, tuần nào cũng có những cuộc đời được đổi thay, tuần nào cũng có những con người làm chứng rằng họ được chữa lành, họ được giải phóng, họ được động chạm, họ được tư mới. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên cái bài số 1 rất là quan trọng anh chị em nhé. Nếu anh chị em là người của ngũ tuần, là người của ân tứ, thì hãy để ý đến những điều đó. Cảm ơn Ngài. Nhân tiện đây tôi cũng nhìn thấy những anh chị em ở Bình Định, phải không ạ? Tuần vừa rồi có vào 5 người rồi. Và tôi rất là chào đón đức tin của ông anh chị em, và tấm lòng của anh chị em rất là tuyệt vời. Hãy tiếp tục bước đi với Chúa trong cái chức vụ đó. Ok, rồi không làm mất thời gian nhiều. Bây giờ anh chị em ơi, trước khi bước vào bài học thứ hai này, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa thăm viếng, xin Chúa tái đổ đầy, xin Chúa đụng chạm, xin Chúa mở trí, mở lòng mình ha. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Wow, anh chị em vào rất là nhanh. Và một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào hết tất cả các bạn chị em đang có mặt trên live stream buổi tối hôm nay. Tôi tin rằng sẽ rất là nhiều ông bạn chị em kết nối vào trong buổi tối ngày hôm nay để nghe bài học này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Nào chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Amen, cảm ơn Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho hết thảy ông bạn chị em con đang có mặt và lắng nghe lời cầu nguyện này, đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Bất kể ông bạn chị em con đang ở đâu và dùng phương tiện nào để kết nối vào trò với Hội Thánh trong thời giờ này, Cha ơi, hãy đụng chạm vào tấm lòng, hãy đổ phước vào tấm lòng của anh chị em con, hãy đổ sự bình an, vui mừng, tươi mới, khích lệ, phép lạ, chữa lành, tự do, đụng chạm, bứt phá vào trong tâm hồn của anh chị em con ngay thời giờ này. Những ai cần điều gì, Chúa ơi đáp ứng điều đó, vì Ngài biết tất cả mọi điều. Ngài biết khi chúng con chưa cầu xin, chưa mở miệng ra cầu xin thì Ngài đã biết rồi. Lạy Chúa, con cầu nguyện Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của con cái ngày giờ này. Ngài đáp ứng tất cả những nhu cầu nào của con cái ngày giờ này. Cha ơi, hãy gửi thân của Ngài đến với anh chị em con. Hãy gửi thân của Ngài đến với anh chị em con. Hãy gửi thân bình an, thần vui mừng, thần mạnh sức, thần tri thức, thần kính sợ Chúa đến với anh chị em con. Hãy gửi thần khôn ngoan, thần bình an, thần đến với anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những anh chị em, những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, lạy Chúa trong danh của Giêsu Christ quyền năng được Chúa thăm viếng giờ này. Tôi cầu nguyện để anh chị em được thăm viếng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, anh chị em hãy được thăm viếng giờ này, được thăm viếng giờ này, được thăm viếng giờ này. Chúa thăm viếng anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ Chúa ơi. Xin Chúa giúp đỡ anh chị em con Chúa ơi. Xin Chúa giúp đỡ anh chị em con Chúa ơi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, xin Chúa giúp đỡ anh chị em con được kết nối với chính Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Kết nối với Thánh Linh của Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Kết nối với quyền năng của Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Kết nối với nguồn bình an, nguồn vui mừng, nguồn chữa lành, nguồn phép lạ của Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, hãy hiện diện bên cạnh anh chị em con. Tạ ơn Chúa. Thánh Linh ơi, đến trên chị em con. Hãy đến trên những người nam, người nữ đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Hãy đến trên những người nam, người nữ đang lắng nghe lời cầu nguyện này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền. Và anh chị em hãy cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Mọi người hãy cảm nhận theo cách riêng. Mọi người hãy cảm nhận theo cách mà Chúa đã ban cho anh chị em. Sự hiện diện của Chúa là rất khác biệt, rất riêng tư, rất đặc biệt. Khi Ngài đến, anh chị em biết chắc là Ngài đang đến, không nhầm lẫn được. Mỗi người một kiểu. Trong danh Chúa Giêsu, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận. Oh hallelujah. Cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận giờ này. Oh haramakasi daraba. Hi haramakasi kateteberurora. Và bây giờ tôi muốn ông bà anh chị em hãy cầu nguyện trong tiếng mới giờ này. Tôi đang thấy Chúa Thánh Linh thúc giục điều đó. Mỗi một anh chị em hãy cảm cầu nguyện trong tiếng mới giờ này. Mỗi một anh chị em bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới giờ này. Cầu nguyện nào. Đồng loạt 195 anh chị em hãy cầu nguyện trong tiếng mới nào.
hãy thờ phượng Chúa trong linh, hãy hát trong linh, hãy cầu nguyện trong linh, hãy nói trong linh, hãy thờ phượng trong linh. Tất cả chúng ta được kết nối với nhau trong thánh linh. Cầu nguyện trong tiếng mới nè, mạnh mẽ lên cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa đang gia tăng sự hiện diện trên anh chị em. Chúa đang gia tăng sự hiện diện trên anh chị em. Chúa đang gia tăng sự hiện diện trên anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên chị em. Cầu nguyện trong tiếng mới nè, cầu nguyện trong tiếng mới. Oramakashitaraba. Ekaramakashikanteba. Cầu nguyện trong tiếng mới, cầu nguyện trong tiếng mới, cầu nguyện trong tiếng mới nữa nè. Tôi đang cảm nhận thánh linh dẫn dắt hội chúng của Chúa cầu nguyện trong tiếng mới giờ này. Mỗi một người ngồi tại phòng của mình cầu nguyện trong tiếng mới giờ này. Ai cầu nguyện trong tiếng mới thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời và gây dựng chính mình, gây dựng chính mình, gây dựng chính mình, gây dựng chính mình. Yếu đuối sẽ trở nên mạnh. Yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ. Đau bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh. Buồn rầu sẽ trở nên vui mừng. Bất an sẽ trở nên bình an. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhờ tiếng mới mà tâm trí anh chị em trở nên nhạy bén với sự phán bảo của Chúa, nhạy bén với sự hiện diện của Chúa, nhạy bén với sự bày tỏ của Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện giờ này. Oramakashi taramakantere. Tiếp tục lên chị em. Tiếp tục nè, tiếp tục nè, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Thánh linh của Chúa đổ đầy trên anh chị em. Thánh linh của Chúa đổ đầy trên anh chị em. Thánh linh của Chúa đổ đầy trên anh chị em. Thánh linh của Chúa hãy đầy, hãy đầy, hãy đầy, hãy đầy, hãy đầy, hãy đầy, hãy đầy. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng nào. Cha ơi, con biết ơn Ngài vì Ngài luôn động chạm và ban phước cho con cái của Ngài. Con đang thấy sự hiện diện của Ngài ở đây. Ngài đang ngập tràn tại căn phòng mà con đang ngồi đây. Cũng có nghĩa là Ngài đang ngập tràn tại căn phòng mà anh em con đang ngồi, đang thờ, đang phượng Ngài, đang kết nối với Ngài. Ô, tiếp tục gia tăng, tiếp tục gia tăng. Anh chị em hãy hát cho Chúa nào. Anh chị em hãy hát bằng tiếng mới cho Chúa nào. Hát bằng tiếng Việt cho Chúa nào. Hát cho Ngài nào, ngợi khen Ngài nào, chúc tụng Ngài nào, tôn vinh Ngài đến cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây. Hallelujah. Tôi đang thấy Chúa đang ở đây. Tôi đang thấy Chúa ngập tràn nơi này. Tôi đang thấy Chúa ngập tràn và lòng anh chị em bắt đầu rơi chạm được Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Chúa. Hallelujah. Tôi đang thấy rất nhiều người đang tự nhiên có niềm vui ở trong lòng, đang tự nhiên có một niềm vui khác lạ trong lòng, bình an khác lạ trong lòng. Tôi thấy rất nhiều người bắt đầu cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được điều đó. Tôi biết anh chị em tự nhiên cảm nhận được điều đó. Có một niềm vui lạ lùng đang tuôn chảy mà anh em không hiểu tại sao mình vui mừng, tại sao mình cảm thấy tích cực, tại sao mình cảm thấy đầy sức mạnh, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê, đây năng lượng giờ này trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói với anh chị em đó là thánh linh của Chúa đang đến, thánh linh của Chúa đang đến, thánh linh của Chúa đang động chạm anh chị em. Hãy tung hô Ngài, hãy vui mừng nơi Ngài, hãy mạnh mẽ nơi Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, mon mi halakasi darabo. Hãy tung hô Ngài anh chị em ơi. Hallelujah. Tôi thấy nữa là rất nhiều người bắt đầu cảm nhận sự bình an và rất nhiều người bắt đầu cảm động trước tình yêu của Chúa giờ này, cảm động trước tình yêu của Chúa giờ này. Nhiều người đang cảm động trước tình yêu của Chúa giờ này. Hallelujah. Hallelujah. Tiếp tục nói tiếng mới anh chị em. Tiếp tục nói tiếng mới anh chị em ơi. Chúa muốn anh chị em nói tiếng mới mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên giờ này. Haramadare. Cảm ơn Ngài Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa ơi. Cảm ơn Ngài Chúa ơi. Tôi đang thấy thần của Ngài đổ trên anh chị em. Thần của Ngài giáng trên rất nhiều người trong bây giờ. 230 con người này, thần của Chúa giáng lên nhiều người lắm. Tôi đang nhìn thấy trong tâm linh, thánh linh Ngài giáng lên anh chị em rất là nhiều. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Anh chị em trở nên được rất khích lệ giờ này, rất tự do giờ này và rất mạnh mẽ giờ này. Linh của anh chị em tự nhiên nó trỗi dậy một cách đầy vui mừng, đầy sức mạnh giờ này. Trong danh Giêsu, anh chị em có cảm nhận được điều đó không? Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi nói anh chị em nè, hãy nhận đi. Nhận nữa đi.
Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, mỗi một anh chị em đang lắng nghe tôi, hãy nhận ân tứ của Thánh Linh đi. Hãy gia tăng ân tứ của Thánh Linh trên anh chị em đi. Gia tăng những ơn lời nói có tri thức, gia tăng những ơn lời nói khôn ngoan, gia tăng ơn phân biệt các thần. Sự chiêm bao và hiện thấy sẽ đến đầy dậy trên anh chị em, những người đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Ân tứ chữa lành các bệnh tật trên anh chị em. Anh chị em đặt tay người ta sẽ lành. Hãy nhận đi trong danh Chúa Giêsu. Ân tứ làm phép lạ sẽ xuất hiện trên anh chị em. Hãy nhận đi trong danh Chúa Giêsu. Ân tứ đức tin siêu nhiên đến trên anh chị em. Hãy nhận đi trong danh Chúa Giêsu. Ân tứ nói tiên tri, nói khích lệ người khác, nói lời những sự kiện vĩ đại, những sự mặc khải của Chúa. Hãy nhận đi trong danh Chúa Giêsu. Những ơn tứ nói tiếng mới, hãy nhận đi trong danh Chúa Giêsu. Nhận đi anh chị em, nhận đi. Tôi nói ơn gia tăng trên anh chị em giờ này. Ơn của Chúa gia tăng trên anh chị em giờ này. Ơn của Chúa gia tăng trên anh chị em giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục lên anh em. Hãy đón nhận. Anh em hãy mở môi miệng mình ra và nói: con nhận ơn của Ngài. Con nhận ơn của Ngài và gia tăng nó trên đời sống tâm linh của con. Gia tăng nó trên đời sống tâm linh của con. Con khát khao ơn của Ngài. Con quyết định gia tăng nó trên đời sống tâm linh của con. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. Tiếp tục lên trên. Những ai chưa nói tiếng mới, hãy nói tiếng mới giờ này. Nói tiếng mới giờ này. Đó đây trong tâm linh của anh chị em giờ này. Cuộn trào và tuôn chảy ra giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục đi. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục đi. Thần của Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh anh chị em giờ này. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Hallelujah. Đó đây, đó đây, đó đây. Hallelujah. Đó đây, đó đây, đó đây nữa. Hallelujah. Đó đây nữa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài. Oh hallelujah. Si cantara makate di biso ko kontro makara kate kacha si cantara bo pavara. Nhận lên cho em, những ai đang chuẩn bị nhận bắp tem Thánh Linh, hãy nói ra thứ tiếng mà Đức Thánh Linh đang nói ban cho anh chị em. Hãy nói ra, thoát ra khỏi miệng của mình, thoát ra khỏi miệng của mình, hãy thoát ra khỏi miệng của mình, vì nó đầy dẫy trong lòng anh chị em giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, cảm ơn Chúa, Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài trang bị, Ngài gia ơn trên anh chị em con. Thần của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau đó sẽ đổ trên mọi loài xác thịt. Con trai, con gái, chúng con sẽ nói tiên tri. Ô, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Những thanh niên sẽ thấy được hiện thấy và chiêm bao. Ô, cảm ơn Ngài. Người già cả sẽ thấy chiêm bao. Chúa ơi, hallelujah. Tất cả chúng con sẽ đầy ơn của Chúa. Hallelujah. Đầy ơn, đầy ơn, đầy ơn, đầy ơn. Con cảm ơn Ngài. 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 Tôi bao phủ anh chị em bằng lời cầu nguyện. Tôi nhân danh Chúa Giêsu bao phủ anh chị em bằng lời cầu nguyện, bao phủ anh chị em bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Và tôi nói anh chị em được lành bệnh, anh chị em được giải cứu, anh chị em được chữa lành trong buổi tối ngày hôm nay. Tất cả những vấn đề thuộc về tối tâm, những vấn đề thuộc về ma quỷ, những vấn đề thuộc về những gì hư hỏng, những gì thuộc về Satan đều phải bị tiêu tan giờ này. Mọi xiềng xích của nó rớt xuống giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và buổi tối hôm nay là buổi tối tự do, buổi tối chữa lành, buổi tối khích lệ, buổi tối ban ơn, buổi tối đầy phước hạnh trong danh của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Tuôn chảy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Wow. Tôi đang cảm nhận là thần của Chúa thăm viếng rất là nhiều người. Anh chị em có thấy điều đó không ạ? Anh em có thấy trên mình không ạ? Anh em có thấy Chúa vừa thăm viếng mình không ạ? Tôi thấy rất nhiều người được Chúa thăm viếng anh chị em. Trong tâm linh tôi nhìn thấy rất nhiều người được Chúa thăm viếng. Thậm chí có rất nhiều người được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Lần đầu tiên khởi sự nói tiếng mới ở đây. Lần đầu tiên anh chị em kinh nghiệm quyền phép của Chúa ở đây. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho anh chị em. Ban phước cho anh chị em. Và rồi, trước khi chúng ta bắt đầu bài học, như thường là anh chị em hãy giúp tôi chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình, không ạ? Và trên những nhóm mà mình tham gia, càng nhiều càng tốt. À, cứ chia sẻ, cứ chia sẻ. Đừng ngại ngùng, hãy chia sẻ. Oh hallelujah. Để cho nhiều người, dù vô tình hay dù hữu ý,
được nhìn thấy lời của Ngài và họ được được sống động, họ được chữa lành, họ được giải cứu, họ được Chúa thăm viếng, họ được sống đời đời. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chia sẻ đến chị em. Giúp tôi chỉ còn một phút thôi, mình bấm chia sẻ và quay trở lại bài học. Cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi biết Chúa Thánh Linh vừa thăm viếng anh chị em rất nhiều, phải không ạ? Chúa Thánh Linh vừa thăm viếng anh chị em rất là nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn Ngài thật là nhiều, ngợi khen Chúa thật là nhiều. Tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Một lần nữa tôi thay mặt hội thánh nhà muôn dân gửi lời chào trân trọng trong tình yêu của Chúa Kitô Giêsu đến với tất cả ông bà anh chị em đang theo dõi livestream này, đã học bài học buổi tối hôm nay. Tôi nhắc lại, bài học buổi tối hôm nay có tên là quyền năng của lời chứng, nằm trong loạt bài phương pháp cầu nguyện cho người bệnh. Amen. Chúng ta hãy bắt đầu vào bài học. Quyền năng của lời chứng. Anh chị em biết rồi đó, khi chúng ta đọc bốn sách phúc âm và sách công vụ các sứ đồ, thì chúng ta có để ý rằng thật ra đấy, năm cái sách này là những lời làm chứng, tức là kể lại một cách chính xác, chân thật, chi tiết những gì Chúa Giêsu đã nói và làm. Amen anh chị em. Phần lớn là như vậy trong năm cái sách này, bốn sách phúc âm và sách công vụ các sứ đồ. Nhưng riêng sách công vụ các sứ đồ thì kể lại một cách chân thật, chi tiết những gì Chúa Giêsu đã làm bởi Thánh Linh của Ngài qua các sứ đồ, qua những môn đồ đầu tiên. Cho nên bốn cái sách, năm cái sách này có thể nói rằng đây là lời chứng được lưu truyền trải các thời đại. Và nhờ những lời chứng này mà tôi và bạn chị em có mặt hôm nay, có đúng không? Nhờ những lời chứng này mà tôi và bạn chị em có mặt hôm nay, có nghĩa là gì? Được biết Chúa Giêsu, được tái sanh, được tha thứ tội lỗi, được sự sống đời đời, được chữa lành, được giải thoát khỏi ma quỷ, được phước hạnh, được bứt phá, được tự do. Tôi nói như vậy để cho anh chị em hiểu được rằng lời chứng có một sức mạnh to lớn nói chung, và trong lĩnh vực chữa lành nói riêng, lời chứng thì không thể nào mà không nhắc đến trong những cái ca chữa lành bệnh rất là nhiều. Và đây cũng là lý do mà anh chị em thấy ở những hội thánh ân tứ, ví dụ như bên Scone của ông TB Joshua, hoặc là ở hội thánh nhà muôn dân hay những hội thánh ân tứ khác, họ luôn dành thời giờ cho làm chứng, luôn dành thời giờ. Ví dụ như bên Scone của tiên tri TB Joshua chẳng hạn, anh em thấy đó, họ làm chứng mà 4 tiếng đồng hồ để làm chứng. Tại sao họ lại mất thời gian như vậy? Rồi những hội thánh ân tứ, hội thánh nhà muôn dân cũng dành thời giờ để làm chứng, khích lệ mọi người làm chứng, thậm chí là viết thành những tập sách để làm chứng, bỏ thời giờ để edit những cái video làm chứng. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái lời làm chứng đó, nó dẫn con người ta đến cái sự cứu rỗi, dẫn con người ta đến sự chữa lành, dẫn con người ta đến sự giải phóng, dẫn con người ta đến phước hạnh, nó dẫn con người ta đến sự bứt phá trong đời sống. Đơn giản một điều là bởi vì chính là làm chứng về Chúa Giêsu, nó có quyền năng cho điều đó. Chỉ duy nhất là làm chứng về Chúa Giêsu nó mới đem lại sự đó. Còn mình làm chứng về những sự gì khác thì nó không xảy ra phép lạ, anh chị em thấy không ạ? Nó rất là lạ lùng. Cho nên bởi vậy hôm nay tôi mới nói là chúng ta học bài học là quyền năng của lời làm chứng là lý do đó. Bởi vì lời làm chứng về Chúa Giêsu có quyền năng. Nó có quyền năng. Khi mình làm chứng về một cái chuyện gì đó thì nó lại bình thường. Mình làm chứng rằng là mình được người này cho cái này, cho cái kia. Mình làm chứng rằng là mình thấy người nọ làm cái này, làm cái khác. Những cái lời chứng đó nó không dẫn người ta đến bất cứ chuyện gì cả. Nó không có phép lạ nào trong đó cả. Nhưng mà lời chứng về Chúa Giêsu thì dẫn con người ta đến đức tin. Và chính đức tin nó tạo nên phép lạ. Anh chị em ạ. Cho nên ở đây đó,
tôi muốn bắt đầu bài học buổi tối hôm nay từ hai cái câu kinh thánh ở trong Giăng. Giăng chương 19 và Giăng chương 21. Tôi đọc Giăng chương 21 câu 24 trước. Chép như thế này: ấy chính là môn đồ đó làm chứng về việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Đây là cái câu kết của sứ đồ Giăng khi ông viết phúc âm Giăng. Khi ông viết phúc âm Giăng thì ông nói rằng phúc âm của ông chính là lời chứng, chính là lời chứng, và môn đồ đó chính là ông đó. Ngày xưa cái văn hóa của cái người Do Thái ngày xưa, khi người ta viết một cái gì người ta không để tên của người ta, cho nên họ luôn luôn nói tránh đi, không ạ? Ấy chính là môn đồ đó, tức là ông Giăng đã làm chứng về những việc này. Việc này là việc gì? Là bảy phép lạ Chúa làm trong sách Giăng, rồi những lời nói của Ngài, những lời hứa của Ngài, những cái gì mà ông thấy, ông nghe, không ạ? Ông chứng kiến, ông viết lại, đúng không? Và ông nói những lời chứng này là thật. Và trong câu 19, Giăng 19 đoạn 33-35 thì ông nói rõ hơn cái mục đích của ông viết những lời chứng này. Anh chị em đọc sẽ thấy đó. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giêsu, thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó: lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Không ạ? Như vậy thì sứ đồ Giăng ở đây nói rõ hơn là những lời ông viết ra, những lời chứng ông viết ra, mục đích là để cho người ta tin. Và khi người ta tin thì dẫn người ta đến phép lạ. Phép lạ. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt vậy. Tức là việc một câu kinh thánh nữa rất là hay, tôi muốn đọc cho anh chị em nghe về cái bản chất của lời chứng Chúa Giêsu. Khi anh chị em đứng lên làm chứng rằng Chúa Giêsu làm cho tôi điều này, làm cho tôi điều kia, thì cái bản chất của vấn đề đó là gì? Cái lời nói đó nó có cái sức mạnh nào? Lời nói đó nó có ý nghĩa gì? Không ạ? Chúng ta hãy xem cái câu kinh thánh này. Đó là trong Khải Huyền đoạn 19 câu số 10. Đoạn 19 câu số 10. Ở đây đó, cái câu này nó đọc ở trong bản truyền thống ngày xưa đó thì nói là: vì sự làm chứng về Chúa Giêsu là đại ý của các lời tiên tri. Đúng không? Anh chị nghe câu này nó dạy vào ạ. Mà anh chị em đọc trong bản tiếng Anh hoặc trong bản dịch hiện đại hoặc trong bản dịch 2011, anh chị em sẽ thấy nó chính xác hơn như thế này: vì sự làm chứng về Chúa Giêsu là tinh thần của các lời tiên tri, hoặc là vì sự làm chứng về Chúa Giêsu là thần khí của các lời tiên tri. Trong bản tiếng Anh là spirit of prophecy, đúng không? Thần khí của lời tiên tri. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó cho anh chị. Cái điều này rất là quan trọng để chúng ta hiểu. Anh chị biết trong con người mình cái gì là căn bản, cái gì là cốt lõi, cái gì là con người thật, chính là linh, đúng không? Tâm linh. Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài là linh. Linh mới làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Cho nên khi chúng ta nói đến linh, nói đến tinh thần, nói đến thần khí, là chúng ta nói đến bản chất vấn đề, chúng ta nói đến sức mạnh, chúng ta nói đến cái độ sâu, cái độ quyền năng của cái vấn đề đó. Vì vậy ở đây đó, khi Kinh Thánh nói rằng về sự làm chứng của Chúa Giêsu chính là linh của các lời tiên tri, thần khí của các lời tiên tri, thì chúng ta hiểu rồi. Có nghĩa là khi chúng ta nói về Chúa Giêsu, làm chứng về Chúa Giêsu làm cho mình điều này điều kia, chúng ta đang nói ra một lời quyền năng, chúng ta đang nói ra một lời có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi con người, thay đổi những điều mà cái người đó muốn khi nghe lời làm chứng. Khi chúng ta nói về lời làm chứng chữa lành thì cái người nghe chúng ta đó có thể được chữa lành.
khi chúng ta làm chứng về cái sự bứt phá tài chánh, cái người nghe chúng ta đó cũng có thể bứt phá tài chánh. Khi chúng ta làm chứng về sự cứu rỗi và biến đổi đó, cái người nghe chúng ta đó cũng có thể được cứu rỗi và biến đổi. Khi chúng ta làm chứng về cái sự gọi là phục hồi hôn nhân đó, thì cái người nghe chúng ta, cái gia đình nghe chúng ta cũng có thể được phục hồi hôn nhân. Anh chị em hiểu ý không ạ? Cho nên cái lời làm chứng về việc Chúa Giêsu làm gì cho mình á, nó là linh, nó là sự sống, nó là quyền năng để khiến cho người nghe chúng ta cũng có thể nhận được cái điều tương tự. Anh chị em chú ý cái chi tiết đó ha, rất là điều quan trọng anh chị em, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải phải nắm. Khi mà chúng ta nghiên cứu cái từ chứng cớ, cái từ làm chứng này ở trong Cựu Ước đó, thì chúng ta sẽ thấy cái từ này nó có nghĩa là gì, thì chúng ta sẽ hiểu hơn thế nào là làm chứng. Và chúng ta sau khi học bài học này rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xem nhẹ lời làm chứng nữa. Đôi khi ở trong hội thánh á, thường mình rất xem nhẹ những lời làm chứng, phải không ạ? Xem nhẹ có nghĩa là có cũng được mà không có cũng được. Cái đây là cái truyền thống lâu đời của hội thánh chúng ta. Hội thánh thì nhất định phải có ca hát thờ phượng, nhất định là phải có giảng lời Chúa, nhất định là phải có dâng hiến, nhất định là phải có ăn uống thông công. Nhưng mà làm chứng thì có cũng được mà không có cũng được, có phải không ạ? Chúng ta quen với cái đó mà. Nhưng mà hôm nay sau bài học này, tôi muốn tất cả bạn chị em, những người đang có hội thánh hoặc là những người sau này sẽ có hội thánh, thì tôi khuyên rằng nhất định trong hội thánh phải có giờ làm chứng. Phải có giờ làm chứng. Có thể chúng ta không hát nhưng mà làm chứng là phải có. Có thể chúng ta không dâng hiến nhưng mà làm chứng là phải có. Có thể chúng ta không ăn uống thông công nhưng mà nhất định làm chứng là phải có. Vì sao? Anh em biết vì sao không? Vì lời làm chứng là công cụ cho Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người, chữa lành con người, thăm viếng con người, phục hồi con người, giải phóng con người. Lời làm chứng là công cụ. Lời làm chứng là công cụ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên nếu chúng ta không làm điều đó trong hội thánh, không làm điều đó trong nhóm nhỏ, không làm điều đó mỗi khi chúng ta nhóm lại, là một thiếu sót rất lớn. Giống như chúng ta tước mất của Đức Thánh Linh cái công cụ để Ngài có thể cứu giúp người khác. Cho nên chị em hãy hiểu, lời làm chứng là một công cụ của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nghiên cứu cái từ này đó, ở trong Cựu Ước đó, nó có nghĩa là làm lại cái điều mà Chúa đã làm cho tôi. Tôi nhắc lại nha, cái lời làm chứng đó, cái từ này ở trong Cựu Ước nó có nghĩa là làm lại cái điều mà Chúa đã làm cho tôi. Anh em hiểu ấy không? Ví dụ tôi đứng tề, tôi lên tôi làm chứng, tôi nói anh chị em ơi hãy nghe tôi làm chứng, ngày hôm qua tôi bị bệnh đau đầu, tôi rất là đau đầu, tôi đau đầu không thể tưởng tượng nổi, tôi uống thuốc gì cũng không hết, tôi đi xong cũng không hết, so bớt cũng không hết, làm cách gì cũng không hết. Nhưng mà ngay khi tôi sực nhớ lại câu kinh thánh, bởi lần roi Chúa Giêsu chịu mà bệnh tôi con đã được chữa lành, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi quỳ gối xuống, tôi nói Chúa ơi con nhất định bám lấy Ngài, giờ còn chỉ một mình Ngài giúp con thôi, và tôi cầu nguyện. Ngay lập tức căn bệnh đau đầu tôi biến mất hoàn toàn. Ví dụ tôi làm chứng như vậy, anh chị em biết điều gì không? Anh chị em biết điều gì xảy ra cho người nghe ở dưới không? Có nghĩa là Đức Chúa Trời lấy lời chứng của tôi và chữa căn bệnh đau đầu cho một ai đó đang ngồi ở dưới. Nếu người đó tin, nếu người đó chăm chú, nếu người đó kỳ vọng, nếu người đó lắng nghe, nếu người đó tiếp nhận. Có nghĩa là gì? Lời chứng nó có nghĩa là làm lại cái điều mà Chúa đã làm cho tôi. Khi tôi nói ra lời chứng, tôi cho phép Đức Chúa Trời làm lại cái điều mà Chúa đã làm cho tôi hôm qua, Chúa đã làm cho tôi năm trước, Chúa đã làm cho tôi 10 năm trước, Chúa đã làm cho tôi 20 năm trước, Chúa đã làm cho tôi 50 năm trước.
hoặc Chúa đã làm hàng ngàn năm trước. Nếu tôi làm chứng lại kể lại thì bây giờ Chúa làm điều đó hiện nay bây giờ cho những người đang nghe và tiếp nhận lời chứng. Anh chị em hiểu ý không ạ? Cho nên lời làm chứng là công cụ của Đức Thánh Linh. Nói chung, riêng về lĩnh vực chữa lành thì nó lại càng là một công cụ, càng là một công cụ. Anh em nghĩ gì khi một người bị bệnh ung thư ngực, ung thư vú đó, vô vọng, không ạ? Bác sĩ ung bướu trả về và họ hết hy vọng rồi, họ bảo là bây giờ chỉ có chết thôi, không còn cách nào khác. Nhưng mà khi họ đến hội thánh và hôm đó có một người cũng bị ung thư vú giống họ, đứng lên làm chứng rằng: tôi đây nè, tôi bị ung thư vú 4 năm rồi, đến giai đoạn cuối rồi, bệnh viện trả về và tôi chuẩn bị chết rồi, nhưng mà nhờ lời cầu nguyện của hội thánh, nhờ lời cầu nguyện của người nọ người kia, hay nhờ sự kiên ăn, nhờ sự tìm kiếm Chúa và Chúa Giêsu đã chữa lành tôi. Một buổi sáng nào tôi dở ra và tôi thấy khối u hoàn toàn biến mất, tôi không còn đau đớn gì nữa. Bây giờ nè anh chị em nè, tôi đang sống khỏe mạnh nè. Bác sĩ nói tôi chết nhưng mà tôi đang sống nhờ Chúa Giêsu nè. Anh chị em nghĩ gì khi một người bị ung thư ở bên dưới ngồi và nghe lời chứng đạo? Anh chị em thấy khích lệ không? Người đó sẽ nghĩ: ô lạy Chúa, Chúa làm được cho người chị em con thì Ngài cũng làm được cho con. Con tin Chúa ơi, con tin. Và có thể ngày hôm đó cái người đang tuyệt vọng kia sẽ nhận được sự chữa lành, hoặc là có đức tin để được chữa lành, hoặc là có hy vọng để được chữa lành, hoặc là có thêm năng, có thêm động lực để tìm kiếm Chúa để được chữa lành. Anh chị em hiểu ý không ạ? Đây chính là công cụ. Tôi muốn anh chị em ghi xuống: lời làm chứng chính là công cụ cho Đức Thánh Linh để cứu rỗi, để chữa lành, để giải cứu, để ban phước cho người nghe. Anh chị em ơi, đừng bao giờ bỏ qua lời làm chứng trong hội thánh. Tôi nhắc lại nha, cái truyền thống của chúng ta đó là không biết từ bao giờ chúng ta định cho là mỗi buổi nhóm lại phải có cầu nguyện khai lễ nè, phải hát ba bài hát nè, phải giảng lời Chúa nè, phải dâng hiến nè, phải thông công nè, rồi đi về. Mấy cái mục đó là hội thánh nào cũng có. Nhưng mà anh em nghĩ rằng là cũng có hội thánh có lời làm chứng, nhưng mà lâu lâu mới làm chứng, năm ba bữa mới làm chứng, rồi xem nhẹ nó, có cũng được, không có cũng không sao. Rồi thậm chí anh em con cái Chúa nữa, vì sự thiếu hiểu biết, vì không hiểu được tầm quan trọng của lời làm chứng, cho nên Chúa làm cho mình rất là nhiều điều, nhưng mà nghĩ: ồ thì làm chứng cũng được, mà không làm chứng cũng có sao đâu, thôi đi, cũng không quan trọng mà. Rồi hội thánh nữa, nghĩ là có cũng tốt, không có cũng sao, nó cũng chiếm thời gian quá. Rồi cuối cùng chúng ta sao ạ? Bỏ qua, bỏ qua lời làm chứng. Chúng ta lười không chịu làm chứng, chúng ta nghĩ nó không quan trọng và không chịu làm chứng. Và anh chị em biết không, chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội để Đức Chúa Trời dùng lời chứng của chúng ta, dùng thời giờ làm chứng của hội thánh để khích lệ, để cứu rỗi, để chữa lành, để giải phóng, để nâng đỡ, để bứt phá, để ban phước cho biết bao nhiêu con người nghe ở bên dưới. Anh chị em ha, tôi muốn anh chị em ghi xuống: lời làm chứng là công cụ của Đức Chúa Trời nhờ Thánh Linh để giải cứu, để chữa lành, để ban phước, để cứu rỗi những người nghe. Đừng bao giờ bỏ qua lời chứng trong hội thánh. Đây là chỗ chúng ta cần phải học. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ đó ở trong Kinh Thánh nó có nghĩa là Chúa làm lại cái điều mà Ngài đã từng làm cho tôi. Làm chứng nó có nghĩa, cái từ đó nó có nghĩa đó. Sang bên tiếng Việt thì đúng là nó khó hiểu, nhưng mà cái từ này nguyên gốc trong Kinh Thánh nó có nghĩa là Chúa sẽ làm lại cái điều mà Chúa đã làm cho tôi. Chúa làm lại cái điều mà Chúa đã làm cho tôi, cho người khác, cho người nghe, cho người tiếp nhận. Amen. Cho em ghi nhận ha. Cảm ơn Chúa. Rất là diệu kỳ, rất là diệu kỳ. Tại sao, tại sao mà anh chị em biết lời làm chứng nó khích lệ không? Bởi vì tôi muốn đọc cho anh chị em nghe hai cái câu Kinh Thánh
rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh, nói về cái bản chất của Chúa. Bản chất của Chúa. Câu Kinh Thánh thứ nhất là gì? Công vụ chương 10 câu 34 chép như thế này: Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Anh em nhớ ha, Công vụ chương 10 câu 34: Đức Chúa Trời không tay vị ai hết. Không tay vị ai. Ngài không có con cưng. Ngài không ưu tiên người này mà không ưu tiên người kia. Ngài khác chúng ta hoàn toàn. Chúng ta thì đôi khi nhìn mặt người đã tiếp đãi, người có cảm tình với chúng ta thì chúng ta niềm nở hơn, người không có cảm tình với chúng ta, chúng ta thờ ơ hơn. Người có cảm tình với chúng ta thì chúng ta làm nhiều điều hơn, tốt hơn cho họ. Người không có cảm tình với chúng ta có thể không làm điều gì hoặc là làm một vài thứ qua loa. Cái đó, đấy là bản chất chúng ta, bản chất tội lỗi của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta khác hoàn toàn. Ngài không tay vị. Đối với một ông vua, Ngài cũng phán xét nghiêm minh, đối xử công bằng. Ngài cũng yêu thương ông vua đó y như Ngài yêu thương của một người lao công ở ngoài đường. Ngài cũng đối xử với người lao công ngoài đường y như Ngài đối xử với một ông vua. Nếu ông vua phạm tội, Ngài vẫn phạt như thường. Nếu cô lao công phạm tội, Ngài vẫn phạt như thường. Nếu ông vua làm việc tốt, Ngài thưởng. Và cô lao công làm việc tốt, Ngài cũng thưởng. Hai phần thưởng như nhau, hình phạt như nhau. Anh em hiểu không ạ? Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai. Ngài ban thưởng và Ngài hình phạt như nhau. Rồi, câu Kinh Thánh thứ hai là trong Hebrew chương 13 câu 8. Câu này quá quen thuộc rồi: Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Từ hai câu Kinh Thánh này tôi mới đúc kết lại để nói cho anh chị em tại sao lời làm chứng nó quan trọng. Nếu anh chị em đang làm chứng về một điều mà Chúa đã làm cho anh em 10 năm trước, thì anh chị em biết không, Chúa vẫn có thể làm điều đó ngày hôm nay cho cái người đang nghe anh chị em. Nếu 10 năm trước Chúa cứu anh chị em khỏi nợ nần, thì hôm nay khi người nghe lời làm chứng của anh chị em, ai đó đang nợ cũng có thể được Chúa cứu bằng cách ấy. Vì sao? Vì ngày hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Vì sao nữa? Vì Ngài làm điều đó cho anh em được, thì cũng Ngài cũng làm điều đó cho người ngồi dưới được. Vì sao? Vì Ngài không tay vị ai hết. Anh em hiểu ý không ạ? Từ hai cái bản chất này của Chúa, chúng ta thấy rằng lời chứng rất quan trọng. Lời chứng là cực kỳ quan trọng. Bởi vì Chúa không tay vị người nào. Chúa chữa lành tôi được thì Chúa chữa lành anh em được. Chúa chữa lành anh em được thì Chúa cũng chữa lành tôi được. Chúa làm điều đó cho tôi được thì Chúa cũng làm điều đó cho anh em được. Chúa đâu có tay vị người nào. Chúa đâu có con cưng. Chúa đâu có nhìn mặt để chữa lành. Chúa đâu có nói rằng anh làm quan à, vậy ta chữa lành. Còn anh làm công nhân à, thôi chết kệ, không quan trọng. Chúa không đối xử như thế. Không, đối với Chúa như nhau. Và Chúa thì đời đời không thay đổi. Chúa không nói là cái việc này ta chỉ chữa lành 2000 năm trước thôi, bây giờ ta không làm nữa. Chúa không nói được như thế. Chúa không nói là cái việc này 100 năm trước ta làm, bây giờ ta không làm. Không, Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. 2000 năm trước Ngài chữa lành, bây giờ Ngài cũng chữa lành. 2000 năm trước Ngài yêu thương, bây giờ Ngài vẫn yêu thương. Ngài không thay đổi. Ngài không thay đổi trong bản chất, trong hành vi. Ngài nhất quán. Anh em hiểu ý không ạ? Đây chính là cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên anh chị em à, lời làm chứng trong hội thánh, trong nhóm tế bào, trong nhóm nhỏ, trong cộng đồng, trong mạng truyền thông cực kỳ quan trọng. Đó là lý do tôi cứ bảo anh chị em phải ghi lời làm chứng xuống. Đó là lý do mỗi Chủ nhật trong hội thánh nhà Mông Dân tôi khích lệ anh chị em làm chứng. Tôi khích lệ anh chị em làm chứng qua Zoom để chúng tôi ghi lại, để chúng tôi post lên. Vì sao? Để cho nhiều người khác được cứu, được chữa lành, được chữa lành, được tự do, được bứt phá như anh em. Rất đơn giản thế thôi. Không phải lời chứng để chúng ta quảng cáo,
không phải lời chứng để rồi chúng ta khoe mình, không phải lời chứng để chúng ta làm cho có việc chúng ta làm, không. Lời chứng của Chúa Giêsu là để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời. Vì càng nhiều người được cứu, càng nhiều người được chữa lành, càng nhiều người được giải phóng, càng nhiều người được bứt phá, thì vương quốc Chúa càng mở rộng và vương quốc Satan càng bị thu hẹp. Các amen anh chị em. Vậy thì phải làm chứng thôi, siêng năng làm chứng. Amen ha. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều vì điều đó. Rất là diệu kỳ. Hallelujah. Cho nên chị em ơi, hãy siêng năng làm chứng. Vì lời làm chứng là một công cụ của Đức Chúa Trời. Amen. Rồi. Nhưng chưa hết đâu. Chưa hết đâu chị em. Chúa còn cho chúng ta một mạng lệnh rất là quan trọng liên quan đến lời chứng. Một mạng lệnh, anh em biết mạng lệnh gì không? Đó là Chúa truyền cho chúng ta phải giữ gìn lời chứng, tức là ghi nhớ nó, đừng quên. Chúa làm gì cho anh em 10 năm trước, đừng quên. Chúa làm gì cho anh em 30 năm trước, đừng quên. Chúa làm gì cho anh em 50 năm trước, đừng quên. Tất cả những gì Chúa làm cho anh em, đừng quên. Hãy luôn khắc ghi trong tâm, khắc ghi trong trí, và bất cứ lúc nào cũng có thể viết nó ra vanh vách, không thiếu một chi tiết gì. Ai làm được điều đó sẽ được phước. Tôi dám chắc cho anh chị em, vì đây là lời của Chúa. Tôi đọc cho anh chị em nghe một vài lời Chúa nha, để cho anh chị em thấy là mạng lệnh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta là con cái của Ngài là phải giữ gìn chứng cớ, giữ gìn lời chứng, giữ gìn những gì Ngài đã làm cho cuộc đời của chúng ta, để có thể kể lại, để có thể rao giảng, để có thể rao truyền, để có thể truyền đạt, hầu cho Đức Chúa Trời sử dụng những điều đó ban phước cho anh em và ban phước cho người khác. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 17 chép như thế này: khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Anh chị em thấy chưa? Khá cẩn thận giữ lấy. Khá cẩn thận giữ lấy. Ngày hôm nay đấy, thì chúng ta chỉ được học, được biết, được khuyên là phải giữ lấy điều răn của Chúa, giữ lấy mạng lệnh của Chúa, giữ lấy luật pháp của Chúa. Nhưng mà rất ít khi người ta khuyên anh chị em là phải giữ lấy những lời làm chứng mà Chúa đã làm cho anh chị em. Ít lắm, phải không ạ? Cái đây là một cái thiếu sót của hội thánh đương đại. Chúng ta học các trường kinh thánh, chúng ta học các lớp này lớp kia, đó, người ta khuyên như vậy. Nhưng mà nếu đọc kỹ lời của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thấy là Chúa khuyên chúng ta giữ gì? Giữ điều răn, giữ luật lệ và giữ lời chứng, giữ chứng cớ nữa của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ đọc một số câu kinh thánh. Thi Thiên 119 câu 2 ghi như thế này: phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Anh chị em thấy chưa? Nếu anh chị em giữ những điều Chúa làm cho mình trong lòng, đừng quên, anh chị em được phước. Đừng quên các ơn huệ của Ngài, anh chị em được phước. Đừng quên là gì? Là anh chị em có thể kể ra bất cứ lúc nào, không thiếu một chi tiết gì. Anh chị em biết không? Cách đây 30 năm Chúa thăm viếng tôi như thế nào, bây giờ tôi kể ra vanh vách, từng chi tiết một tôi không quên một chi tiết nào. Cách đây 25 năm Chúa giải cứu tôi khỏi cơn túng quẫn nợ nần như thế nào, tôi bây giờ cũng kể ra vanh vách, không thiếu một chi tiết gì. Cách đây vài năm Chúa cứu tôi khỏi những lần suýt bị tai nạn giao thông khi đi truyền giáo như thế nào, tôi kể ra vanh vách, không thiếu một chi tiết nào. Chúa chữa lành bệnh cho tôi như thế nào, tôi kể ra vanh vách, không thiếu một chi tiết nào. Tôi luôn nhớ và tôi biết rằng khi mình gìn giữ những điều đó khiến cho đời sống cơ đốc mình rất sinh động, sung túc, mạnh mẽ, đầy ân huệ và sẵn sàng kể cho người khác nghe để người khác cũng được khích lại. Anh chị em hiểu không ạ?
Cho nên ở đây lời Chúa nói là phước. Mình được phước khi mình gìn giữ những chứng cớ của Chúa, những gì Chúa làm cho mình, anh chị em ạ. Mình phải gìn giữ. Rồi, anh em đọc tiếp câu số 7 nè. Khi tôi học các đón ngữ công bình của Chúa, thì tôi lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ gìn giữ, xin lỗi không phải, Thi Thiên 119 câu 24, xin lỗi, câu 24. Các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc của tôi, tức là những mưu sĩ cho tôi. Anh em thấy không ạ? Tại sao mình phải gìn giữ chứng cớ? Vì chứng cớ là niềm vui cho mình, tức là những gì Chúa làm cho mình là niềm vui trong cuộc sống của mình. Và gì? Là mưu sĩ cho tôi, tức là khi trong những hoàn cảnh, những điều Chúa làm cho anh em trong quá khứ ấy, nó sẽ dẫn những lối đi cho anh chị em, nó dẫn cho anh chị em biết những quyết định phải làm. Anh chị em ạ, cho nên anh chị em ơi, hãy gìn giữ các chứng cớ. Amen. Tiếp theo, Thi Thiên 19 câu số 7, anh chị em đọc cùng tôi. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Anh chị em thấy chưa? Kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Các lời chứng của Chúa khiến cho cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta được lấp đầy, được hóa giải. Cái sự ngu dại của chúng ta được hóa giải. Cái sự bối rối, bế tắc của chúng ta được hóa giải khi chúng ta đến các ơn phước và giữ gìn những chứng cớ đó. Anh chị em thấy không ạ? Và cuối cùng, câu kinh thánh cuối cùng, Thi Thiên 25 câu số 10, anh em thấy nè, tôi đọc anh chị em nghe. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho những kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài. Quá rõ rồi phải anh chị em? Đường lối của Chúa đều là nhân từ và chân thật, tức là chúng ta hưởng được phước ở trong cái đường lối của Chúa khi chúng ta giữ gìn giao ước và chứng cớ của Chúa, những gì Chúa làm cho mình, những gì Chúa đã thực hiện trên đời sống của mình. Amen. Đó. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải việc canh giữ, cất giữ, bảo vệ những lời chứng đó trong đời sống của mình. Đừng đánh mất nó, anh chị em. Đừng bao giờ đánh mất nó. Đừng bao giờ đánh mất nó. Đây là cái chỗ cực kỳ là quan trọng. Vì vậy tôi khích lệ anh chị em này, trong những buổi nhóm, trong những buổi nhóm tế bào, trong những cuộc họp, anh chị em hãy dành thời giờ để cho nhân sự, để cho con cái Chúa có cái cơ hội để nói ra những điều mà Đức Chúa Trời làm cho họ. Và chúng ta lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ những điều đó, nó rất là ích lợi, rất là ích lợi. Vì đó là cách khiến cho hội thánh trở nên sống động, khiến cho hội thánh trở nên gây dựng, khiến cho hội thánh trở nên hấp dẫn, và có một điều gì đó kỳ thú, lạ lùng. Đây là chính là cái chỗ đặc biệt, khác biệt của hội thánh Đức Chúa Trời, anh chị em ha. Cảm ơn Ngài. Chúng ta đi tiếp. Nếu như chúng ta không gìn giữ lời chứng thì sao? Nếu như chúng ta quên đi những lời chứng của Chúa, hoặc là trong hội thánh chúng ta không nhắc đến những điều Chúa làm cho dân sự, chúng ta không dành thời giờ để cho dân sự nói về những cái ơn phước, nói về những cái chữa lành, nói về những sự giải cứu, nói về những cái sự mà phép lạ mà Chúa làm, thì điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ nếm trải sự thất bại. Anh em đọc sẽ thấy. Trong Thi Thiên 78 câu 9 đến câu 11, tôi đọc cho anh chị em nghe. Thi Thiên 78 câu 9 đến câu 11. Con cháu Ê-phra-im cầm binh khí và dương cung, có xây lưng lại trong ngày chiến trận. Chúng nó không gìn giữ giao ước Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài, quên những việc làm của Ngài
và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ ra cho nó thấy. Anh chị em thấy chưa? Ở đây là một đoạn kinh thánh nói về con cháu Ephraim trong cái ngày chiến trận. Anh chị em thấy, anh em đọc cái câu chuyện của nữ tiên tri Deborah sẽ hiểu được điều này. Tại sao chi phái Ephraim lại thôi lui, lại không chiến đấu? Tại sao? Kinh thánh nói rất rõ trong câu 11 nè: quên những việc làm của Ngài và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ ra cho chúng ta thấy. Cho nên tôi nói anh chị em, ngay khi chúng ta quên những điều mà Chúa làm cho mình, ngay khi chúng ta không để ý những điều Chúa làm cho mình, đời sống tâm linh chúng ta sa sút. Ngay khi hội thánh không nhắc đến những ân huệ của Đức Chúa Trời, không đặt thời giờ để làm chứng về những điều Chúa Giê-xu làm, không nói những công việc mà Đức Chúa Giê-xu làm, nhất là trong lĩnh vực phép lạ, dấu kỳ, chữa lành, giải phóng, những điều siêu nhiên mà Đức Chúa Trời làm, thì hội thánh bắt đầu đi xuống. Dân sự bắt đầu quên rằng họ có một Đức Chúa Trời quyền năng. Dân sự bắt đầu quên rằng họ có một Đức Chúa Trời đắc thắng bệnh tật, đắc thắng ma quỷ, đắc thắng đói nghèo, đắc thắng nan đề. Dân sự quên đi nếu không được nghe những lời làm chứng. Và khi họ quên đi điều đó thì đời sống tâm linh họ đi xuống. Họ thấy buồn nản, họ thấy chán nản, họ thấy Đức Chúa Trời không có gì hấp dẫn. Và rồi họ xa rời điểm nhóm, họ rồi họ xa rời đời sống với Chúa. Họ không còn tha thiết chiến đấu, họ không còn năng lực để chiến đấu nữa. Họ giống như chi phái Ephraim này. Anh em thấy không ạ? Tai hại không ạ? Rất là tai hại. Vì vậy anh chị em, chúng ta có thể kết luận như thế này: nếu chúng ta và chính chúng ta và dân sự của Chúa không vận dụng sức mạnh của lời chứng một cách thường xuyên trong đời sống cá nhân và đời sống nhóm lại, để kể về những việc quyền năng của Chúa Giê-xu đã làm, đang làm trong hội thánh, trong đời sống mỗi cá nhân, thì sẽ dẫn dân sự của Chúa đến sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Cho nên sự giữ lời chứng và sự vâng lời Chúa nó liên kết với nhau. Đó là sự thật đó anh chị. Đó là sự thật. Tôi hỏi thiệt anh chị em, anh chị em trả lời thật cho tôi nha. Mặc dù qua live stream này nhưng anh chị em cũng có thể comment bên dưới được mà. Khi anh chị em nhóm trong một hội thánh, nhóm trong một nhóm tế bào, mà quanh năm suốt tháng không có một lời làm chứng khích lệ nào, không có nghe được một lời làm chứng khích lệ nào trong hội thánh, tôi hỏi thiệt anh chị em có chán không? Không, nói một cách chân thành này, anh chị em có thấy chán nản không? Anh chị em comment xuống bên dưới đi cho mọi người nhìn thấy câu hỏi của tôi. Còn ngược lại, nếu anh chị em nhóm trong một hội thánh mà tuần nào cũng có đôi ba lời làm chứng Chúa Giê-xu làm một điều gì đó cho họ, chữa lành họ, khích lệ họ, giải cứu họ, rồi làm cho họ được tăng trưởng, làm cho họ được thoát khỏi nợ nần, làm cho gia đình họ sum họp, con cái họ trở nên yêu Chúa hơn, lúc nào anh chị em tuần nào cũng nghe được lời làm chứng, anh chị em thấy không? Anh chị em cảm thấy đức tin mình được tăng trưởng và anh em cảm thấy muốn vâng lời Chúa, muốn yêu Chúa hơn không? Đúng không? Nếu đúng anh chị em nói có. Phải không ạ? Cảm ơn Ngài. Đó. Tôi thấy những comment của anh chị em mà tôi biết nè, cái đây là sự thật. Và tôi nói rằng lời chứng là quyền năng. Lời chứng là quyền năng. Cho nên lời chứng là công cụ. Lời chứng là khiến cho con cái của Chúa vâng lời Chúa. Lời chứng là kéo con cái Chúa lại gần Chúa. Lời chứng khiến cho dân Chúa được khích lệ, dân Chúa được đổ đầy đức tin, dân Chúa được chữa lành, dân Chúa được có hy vọng, dân Chúa được kéo đến và nhìn xem một Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào. Làm sao? Đây là một cái điểm rất thực tế. Nhưng mà đôi khi nhiều hội thánh không để ý, không ạ, không để ý. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy. Cho nên là cũng có nhiều anh chị em thắc mắc sao hội thánh nhà muôn dân trang Facebook rồi trang YouTube xong nhiều người xem thế, tại sao vậy? Trên đó có một lời làm chứng, có những lời làm chứng người thật việc thật, người thật việc thật, đúng không ạ? Vô số lời chứng người thật việc thật, cho nên thu hút cộng đồng và người ta được khích lệ khi nghe, khi thấy, khi biết Đức Chúa Trời đang hành động trên những điều đó, và người ta tìm cho thôi 20-30 ngàn người, đúng không? Đúng không anh em? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần. Cho nên cái thời đại này đó,
Tôi nghĩ nếu mà chỉ hát không thôi thì thường rồi, chỉ giảng luận lời Chúa không thôi cũng thường rồi, chỉ ca múa nhạc không thôi cũng thường rồi, chỉ chiếu những cảnh đẹp rồi khoe những cái tiền tài danh vọng gì đó cũng thường rồi, cái đó ai cũng có đó. Nhưng mà tôi nói với anh chị em nè, cái nơi nào mà có nhiều lời chứng về Chúa Giêsu đó thì thu hút người ta, bởi vì cái này nó lạ, cái này nó đem sự sống, cái này nó đem khích lệ, cái này nó đem hy vọng, cái này nó đem lại cái điều mà người ta không tìm thấy đâu ở trong thế giới này. Amen anh chị em. Đây là cái chỗ mà tôi thấy mà anh chị em cần phải phải rất là để ý ha, rất là để ý. Đó. Rồi, tôi sẽ đi tiếp. Tôi sẽ đi tiếp. Dạ, đây rồi. Đấy. Vì vậy cho nên chị em, về cơ bản mà nói đó, thì hội thánh thiếu lời chứng là một hội thánh thiếu sức sống. Hay nói mạnh hơn đó, nói mạnh hơn nha, anh chị em chú ý nghe lời này, ráng mà nghe mà nhập được nha. Tôi nói mạnh hơn nè, hội thánh thiếu lời chứng là hội thánh chết. Tôi nhắc lại nha, hơi mạnh tí xíu nhưng mà nó là sự thật. Hội thánh thiếu lời chứng đó là hội thánh chết. Nó kéo con dân của Chúa xa rời Đức Chúa Trời, nó kéo con dân của Chúa đi đến chỗ vô vọng, lạc lõng, không biết nhìn vào đâu. Hội thánh thiếu lời chứng là hội thánh chết. Anh chị em hãy chú ý. Cho nên trong lĩnh vực chữa lành nói riêng đó, thì một mục vụ chữa lành mà thiếu lời chứng đó, thì đó là hoang tưởng không thực tế. Anh em hiểu ý không ạ? Tôi nhắc lại nha, một mục vụ chữa lành mà thiếu lời chứng đó, thì đó là một mục vụ hoang tưởng và phi thực tế. Chưa được, nó chết, chẳng qua là làm cho vui thôi, cho nên không có kết quả gì cả. Cho nên tôi nói với anh chị em, phải có lời chứng. Nơi nào có sự sống của Chúa Giêsu, nhất định nơi đó có lời chứng, chắc chắn. Vì sao? Lời chứng là công cụ của Đức Thánh Linh, nhất là trong lĩnh vực chữa lành. Lời chứng chữa lành là công cụ của Đức Thánh Linh để chữa lành người khác trong những trường hợp tương tự. Anh chị em ạ, đây là chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý ha. Lưu ý. Đó. Cho nên ở những hội thánh, ở những nhóm mà chúng ta biết lời chứng hoặc không có lời chứng, thì chúng ta sẽ bắt đầu quên dần một Đức Chúa Trời quyền năng. Và khi chúng ta quên những phép lạ thì chúng ta nói về chúng ít hơn. Khi chúng ta quên những sự chữa bệnh thì chúng ta nói về sự chữa lành ít hơn. Khi chúng ta quên sự giải cứu, chúng ta nói về sự giải cứu ít hơn. Và khi chúng ta nói ít hơn thì chúng ít xảy ra hơn. Chúng ta ít mong đợi thì chúng không có xảy ra. Chúng ta ít làm chứng thì nó không có xảy ra. Đó là sự thật. Cho nên đừng bao giờ nói là tại sao hội thánh tôi không có phép lạ, không có chữa lành, tại sao hội thánh tôi không có Đức Thánh Linh, bắp đen Thánh Linh, tại sao hội thánh tôi không nói tiếng lạ, tại sao hội thánh tôi không có một cái gì giống nhất cả. Vì chúng ta không nói về điều đó, không ai làm chứng về điều đó, không ai chia sẻ về điều đó, thì làm sao nó xảy ra? Vì tôi nói với anh chị em, đây là công cụ cơ mà. Nếu chúng ta không có con dao thì làm sao mà củi được chặt ra? Nếu chúng ta không có cái nồi thì làm sao cơm được nấu? Cho nên nhiều anh chị em đến với tôi nói, mục sư ơi, ô sao hội thánh của con không có thấy một cái phép lạ nào chữa lành, không có bắp tem Thánh Linh, không nói tiếng lạ gì cả. Tôi hỏi, thế hội thánh của bạn, mục sư có giảng về chữa lành không? Mục sư có giảng về Đức Thánh Linh không? Mục sư có giảng về bắp tem Thánh Linh không? Mục sư có giảng về nói tiếng mới không? Mục sư có giảng về đủ quỷ không? Nó không. Quên mong suốt tháng không. Và thậm chí còn cấm điều đó nữa. Tôi nói thầy đúng rồi. Không có lời chứng thì hội thánh chết về lĩnh vực đó. Không có lời chứng về lĩnh vực nào thì hội thánh đã chết về lĩnh vực đó. Vì sao? Vì lời chứng về Chúa Giêsu là linh, là thần khí của lời tiên tri.
Cho nên nếu không có lời chứng về lĩnh vực đó thì làm sao có linh sự sống ở đó được, linh sự sống cho lĩnh vực đó được. Nếu chúng ta không có lời chứng về Chúa Giêsu chữa lành bệnh thì làm sao có linh chữa lành ở đó được. Nếu chúng ta không có lời chứng về sự giải cứu thì làm sao có linh giải cứu ở đó được. Nếu chúng ta không có lời chứng về sự bứt phá về tài chánh thì làm sao có linh thịnh vượng ở đó được. Nếu chúng ta không có lời chứng về sự cứu rỗi biến đổi cuộc đời thì làm sao có linh cứu rỗi ở đó được. Cho nên tôi nhắc lại với anh chị, lời chứng rất quan trọng. Và nếu chúng ta không có lời chứng trong hội thánh, trong đời sống cá nhân của mình, trong nhóm nhỏ của mình, thì sẽ dẫn tất cả chúng ta đến chỗ bất tuân Đức Chúa Trời, xa rời đức tin, chối bỏ đức tin, hoặc là một đời sống cực kỳ buồn chán và thất vọng. Amen chị em. Cảm ơn Ngài. Và điều cuối cùng tôi muốn nói cho anh chị em, chiến lược chữa lành chúng ta qua lời chứng là gì? Chúng ta dùng lời chứng cho lĩnh vực chữa lành nói riêng là gì? Ok. Khi anh chị em đến một cái nơi để cầu nguyện cho một người, không ạ? Người đó bệnh, họ đến một cái vùng miền nào đó và anh chị em thấy rằng nơi này cần sự chữa lành ung thư hay là cái gì đó, và anh chị em nhận ra là người ta hoàn toàn không có đức tin của sự chữa lành, đúng không ạ? Người ta không có đức tin, người ta đang bệnh ung thư, người ta đang bệnh tật, người ta đang quỷ ám, nhưng người cái cộng đồng ở đó họ không có đức tin. Cộng đồng ở đây tôi muốn nói về cộng đồng tin lành, cộng đồng con cái Chúa, nhưng mà không có đức tin. Thì chiến lược chúng ta là gì? Chúng ta giảng à? Chúng ta nói, chúng ta cầu nguyện ngay à? Không đâu, tôi nghĩ nó không hiệu quả đâu, không hiệu quả. Chúng ta cầu nguyện cho người có đức tin thì phép lạ mới xảy ra. Người chưa có đức tin không thể có phép lạ xảy ra. Cho nên chiến lược chúng ta dùng lời chứng trong những trường hợp như thế là cực kỳ quan trọng. Chúng ta hãy xin Chúa. Chúng ta đến một nơi, một hội thánh, chúng ta hãy xin Chúa. Chúa ơi, chỉ cho con ở nơi này, ở vùng này có cái người nào bị bệnh ung thư được chữa lành bởi Chúa. Chúa chỉ cho con. Chúa ơi, nơi này có người nào bị tiểu đường được chữa lành, Chúa chỉ cho con. Có nơi nào mà bị tiền đình được chữa lành, chỉ cho con. Nơi nào bị tim mạch chữa lành, chỉ cho con. Lạy Chúa, cộng đồng này họ cần như vậy, Chúa. Họ cần chữa lành ung thư, chữa lành tim mạch, chữa lành bệnh thận, bệnh gan, chữa lành bệnh nọ, bệnh kia, chữa lành quỷ nọ, quỷ kia. Lạy Chúa, trong danh Giê-xu chỉ cho con người nè. Và Chúa sẽ chỉ cho anh em một những con người họ đã từng nhận được ơn phước của Chúa về vấn đề này. Anh em hãy kết hợp với họ, dẫn họ đến và mời họ làm chứng trong buổi nhóm. Đây là cái sự bứt phá. Tôi nhớ những cái năm đầu tôi còn đi truyền giảng truyền giáo ở khắp mọi nơi đó, tôi luôn làm cái phương án đó. Tôi dẫn theo những người nhận được phép lạ của Chúa, những người mà Chúa Giêsu đã làm cho họ trên đời sống họ, ví dụ như HIV được chữa lành, ung thư được chữa lành. Tôi mời họ lại làm chứng trong cái buổi giảng. Trước khi tôi giảng lời Chúa, tôi để họ làm chứng. Hoặc là trước khi tôi cầu nguyện cho người bệnh, tôi để họ làm chứng. Tôi mời những người đó. Và ở dưới họ nghe có đức tin. Và anh em biết không, khi sau những đợt như vậy thì phép lạ xảy ra. Có những bà cụ mất ngủ 10 năm được chữa lành tức thì. Có những người ung thư, HIV, có những người bị bệnh nào bệnh kia nan y được chữa lành, bởi vì họ nghe những lời làm chứng. Cho nên những lời làm chứng, chiến lược chữa lành là sử dụng những lời làm chứng để mở toan cánh cửa ra. Mở toan cánh cửa về sự chữa lành cho những cộng đồng mới, cho những hội thánh mới, cho những cái nhóm mới, khi họ chưa bao giờ kinh nghiệm được lời làm chứng, kinh nghiệm được phép lạ của Chúa. Cho nên khi anh em đến một nhóm tế bào, một cộng đồng, một hội thánh chưa kinh nghiệm được phép lạ, hãy cho những lời làm chứng đến đó. Người thật việc thật, hoặc chiếu những cái video làm chứng cho họ, họ thấy họ xem. Đem theo những video làm chứng, người thật việc thật cho họ xem. Đây là cách để chúng ta kích hoạt đức tin của sự chữa lành. Anh em hiểu không ạ? Cho nên chiến lược sử dụng lời chứng cho sự chữa lành là gì? Hãy thu thập càng nhiều càng tốt những lời chứng khác nhau. Và mỗi một cộng đồng họ cần điều gì, hãy cho họ nghe, xem, rồi chạm những lời chứng về lĩnh vực đó. Nếu họ bệnh ung thư, cho họ xem những lời chứng về ung thư. Nếu họ bệnh tiểu đường, cho họ xem những lời chứng về tiểu đường được Chúa chữa lành.
Nếu họ bị đổ vỡ hôn nhân, hãy cho họ xem về những lời chứng về những hôn nhân được phục hồi. Nếu họ bị nợ nần phá sản, hãy cho họ xem nghe những lời chứng những con người phá sản nợ nần được Chúa giúp trả nợ, giúp khôi phục tài chính. Nếu họ bị trầm cảm, hãy cho họ xem những lời chứng của những người trầm cảm được chữa lành. Nếu họ nghiện ngập ma túy, hãy cho họ xem những lời chứng của những cuộc đời những con người mà nghiện ngập được Chúa chữa lành, được Chúa phục hồi. Người thật việc thật. Đây là cách để chúng ta kích hoạt đức tin chữa lành, đức tin của sự giải cứu, đức tin của sự ban phước, đức tin của sự cứu rỗi. Đây là chiến lược anh chị. Phải cho họ nghe trước, xem để họ được thấm nhuần, được gây dựng. Anh em hiểu ý không ạ? Đây là cách để chúng ta vận dụng. Anh em hiểu không? Cho nên tóm lại anh chị, bài học buổi tối hôm nay tôi muốn truyền đạt cho anh em mấy điều như sau. Thứ nhất, lời làm chứng là công cụ của Chúa, công cụ của Chúa để cứu rỗi, chữa lành, ban phước, giải cứu những người nghe. Chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ lời chứng. Thứ hai, lời chứng có liên quan đến sự vâng lời. Nếu chúng ta không nhắc đến những lời chứng, nếu chúng ta không gìn giữ những lời chứng, nếu chúng ta không nghe những lời chứng, ở trong một cộng đồng, một tập thể không bao giờ có những lời chứng cho cá nhân, cho người khác, thì lâu dần sẽ kéo chúng ta ra khỏi đức tin, ra khỏi đức tin. Chúng ta sẽ trở nên bất tuân, chúng ta sẽ trở nên nguội lạnh, chúng ta sẽ trở nên không còn hứng thú với đời sống đức tin. Thứ ba, Đức Chúa Trời có một mạng lệnh để chúng ta giữ gìn điều răn, giữ gìn luật lệ và đồng thời giữ gìn chứng cớ của Ngài. Canh giữ, cất giữ, canh gác, ghi chép, ghi nhớ, ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên một chi tiết nào. Để bất cứ lúc nào khi Chúa cảm động, khi Chúa sử dụng, chúng ta cũng có thể kể, đọc, ghi chép trở lại cho người khác trong danh của Chúa, để Chúa dùng những lời chứng của chúng ta giúp đỡ người khác được cứu, được chữa lành, được giải phóng, được ban phước. Amen chị em. Và cuối cùng, thứ năm, chiến lược sử dụng lời chứng trong một vụ chữa lành, đó là hãy thu thập càng nhiều những lời chứng chân thật, rõ ràng, khích lệ, và sử dụng những lời chứng đó cho những trường hợp tương ứng, ở những cộng đồng mới, ở những hội thánh mới, ở những cái nhóm mới mà nơi họ chưa bao giờ biết kinh nghiệm phép lạ. Hãy cho họ nghe, họ xem những lời chứng đó để gì? Kích hoạt đức tin. Khi đức tin được kích hoạt thì họ cũng nhận được những ơn phước mà chính Chúa đã làm trong những lời chứng họ đã nghe. Năm điều đó anh chị em hãy ghi nhớ, rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, và tôi gọi đó là quyền năng của lời làm chứng. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Nào, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện giờ này để đáp ứng bài học. Lạy Chúa, xin Chúa giúp anh chị em con đừng quên những điều Chúa làm cho mình. Lạy Chúa, để mỗi một anh chị em con đang lắng nghe bài học này bắt đầu biết trân quý từng phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm trong cuộc đời của mình. Dù có thể 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, nhưng lạy Chúa, lời chứng của Ngài luôn sống động theo thời gian. Lạy Chúa, lời chứng của Ngài chính là thần khí của lời tiên tri. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu cũng cầu nguyện để tất cả những người nghe con hôm nay họ bắt đầu có một đời sống làm chứng nhân cho Chúa Giêsu qua những gì Chúa Giêsu đã làm trên cuộc đời của họ. Để những anh chị em con, những người đang nghe buổi tối hôm nay, họ trở nên một nhân chứng sống động, và nhất là trong lĩnh vực chữa lành này, họ biết vận dụng những lời chứng để kích hoạt đức tin và đem lại sự chữa lành và nhiều phép lạ hơn cho cộng đồng, cho những người tìm đến Chúa Giêsu trong sự giúp đỡ. Lạy Chúa, trong danh Giêsu Christ giờ này, hãy động chạm, hãy tác động, hãy khai trí mở lòng để anh em con đánh giá cao
đánh giá đúng tầm quan trọng của lời chứng của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có được khích lệ qua bài học buổi tối ngày hôm nay không? Dạ, tạ ơn Ngài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến thời giờ cầu nguyện. Anh chị em ha, chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu, ai có bệnh tật, đau yếu, mà quỷ ức hiếp, sự khó khăn trong đời sống kinh tế, đời sống hôn nhân, đời sống con cái, ai đó đang cần Chúa bứt phá trong đời sống cá nhân, hãy chú ý lắng nghe tôi buổi tối hôm nay. Như tôi đã nói đó, Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và đời đời không có gì thay đổi hết. Bởi lần rồi Chúa Giêsu mà bệnh anh chị em được chữa lành. Bởi ân điển trong Chúa Giêsu mà đời sống anh em luôn có cơ hội để được thịnh vượng. Amen. Chắc chắn là như thế. Tụi anh chị em hãy tin điều đó một cách xác quyết. Buổi tối hôm nay là buổi tối cá nhân cho anh chị em với Chúa. Cá nhân cho anh chị em với Chúa. Cá nhân cho anh chị em với Chúa. Chúa đang nhìn thấy anh chị em đang ngồi và kết nối với hội thánh giờ này một cách cá nhân. Chúa đang đến thăm viếng anh chị em một cách cá nhân. Và chính sự thăm viếng khi anh chị em được chữa lành, khi anh chị em được giải cứu, khi anh chị em được khích lệ, khi anh chị em được bứt phá. Cảm ơn Ngài. Hãy tin đi. Đức Chúa Trời là đấng đó. Đức Chúa Trời là đấng luôn làm phép lạ. Ngài luôn làm phép lạ cho những ai tin trong danh Chúa Giêsu quyền. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Rồi, anh chị em sẵn sàng cho sự cầu nguyện chưa? Điều quan trọng vẫn là Chúa đến bên cạnh anh chị em giờ này. Tụi anh chị em hãy nhắm mắt lại, hướng lòng về Chúa. Hãy giữ cho tâm của mình thật bình an và biết rằng Chúa đến bên cạnh mình giờ này. Lạy Cha yêu quý, con cầu nguyện Chúa hãy đến trên 325 ông bà anh chị em con trên mạng giờ này. Con tin rằng Ngài biết anh chị em con đang ở đâu và đang cần điều gì. Dù bất kể anh chị em con đang dùng phương tiện nào để kết nối, thì Đức Chúa Trời ơi, khi anh em con lắng nghe lời cầu nguyện này xong, Cha ơi, đổ thần Ngài đến bên cạnh anh chị em con. Thánh Linh ơi, hãy đến bên cạnh anh chị em con. Con ca ngợi Ngài, con chúc tụng danh của Ngài, đấng quyền năng, đấng yêu thương nhân từ, đấng luôn luôn ban ơn, ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Lạy Chúa, Ngài đã từng làm vô số phép lạ tại hội thánh nhà muôn dân, và Ngài làm vô số phép lạ khác trên khắp nơi trên thế giới. Con tin rằng buổi tối hôm nay Ngài tiếp tục làm những điều tuyệt vời đó cho anh chị em con. Tiếp tục sẽ có những bệnh ung thư được chữa lành. Tiếp tục có những con người bị ma quỷ ức hiếp được tự do. Tiếp tục có những căn bệnh nan y được chữa lành. Những gia đình bên bờ vực đổ vỡ được phục hồi. Những căn bệnh trầm cảm được chữa lành hoàn toàn. Những căn bệnh mãn tính bị biến mất. Những căn bệnh xương khớp, tiểu đường, đột quỵ, bại liệt biến mất. Những căn bệnh mù lò, câm điếc biến mất. Lạy Chúa, Ngài vẫn đang làm những phép lạ. Và giờ này Ngài làm cho anh chị em con. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố, bởi đức tin anh chị em mà bệnh anh chị em được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền này. Bất kể anh chị em đang bị bệnh gì, bất kể anh chị em đang bị hà hiếp bởi con quỷ nào, tôi nói anh chị em phải được tự do. Buổi tối hôm nay là buổi tối tự do và buổi tối chữa lành, buổi tối bứt phá, buổi tối khiến cho đời sống của anh chị em gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và những ai gặp gỡ Đức Chúa Trời thì nên mạnh mẽ trong mọi mặt, tự do trong mọi mặt, khỏe mạnh trong mọi mặt, thịnh vượng trong mọi mặt, trong danh Chúa Giêsu quyền. Hỡi Satan, mày là kẻ cướp, giết, hủy diệt,
nhưng ta đáp đầu mi dưới chân giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, ta có quyền trên mi Satan, và ta lệnh cho toàn bộ những con quỷ đang cắm mặt trên những người đang theo dõi qua live stream này, những ai đang nghe lời cầu nguyện này mà đang còn ở dưới bị ma quỷ ức hiếp, thì hôm nay tôi công bố anh chị được tự do. Hỡi Satan, tao bẻ gãy toàn bộ rủa xả, tao bẻ gãy toàn bộ xiềng xích, tao bẻ gãy toàn bộ những cái móc câu, tao bẻ gãy toàn bộ những cánh cửa nhà tù của mày. Bất kể mày đến và dùng bất kể thứ gì mày kết nối anh chị em ta với mày, giờ này bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù đó là bệnh tật, dù đó là tà thuật, dù đó là ác mộng, dù đó là sợ hãi, dù đó là đói nghèo, dù đó là xung đột, dù đó là không tha thứ, dù đó là tổn thương, toàn bộ sợi dây này bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những sợi dây này bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi rủa xả xuyên thế hệ, từ đời ông ngoại, ông nội, bà ngoại, bà nội, hay từ những tổ tiên xa, những rủa xả xuyên thế hệ này, tôi bẻ gãy trên toàn bộ những con người đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi rủa xả xuyên thế hệ qua những tội lỗi, qua những sự vô luật pháp, qua những tà dâm, qua những thói hư tật xấu, qua những chứng nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện ma túy, qua những thứ tà dâm, ngoại tình, ô uế, qua những nghèo đói, tất cả những rủa xả tổ tiên này tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố toàn bọn bạn chị em đang lắng nghe lời cầu nguyện này được tự do, và mọi rủa xả bị bẻ gãy giờ này. Tôi ra lệnh cho toàn bộ những con quỷ bước vào đời sống của anh chị em ta qua sự rủa xả phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ xuyên thế hệ, mọi con quỷ xuyên thế hệ, mọi con quỷ đeo bám trên đời sống anh chị em ta qua cha mẹ, qua ông bà, qua tổ tiên, qua anh chị em, qua vợ chồng, tôi bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời. Tôi công bố sự tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Mọi độc tố của mày Satan, trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố qua sự rủa xả của mày, trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tà linh tao bảo mày rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tà linh phù thủy tà thuật tao bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi linh nóng giận tao bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi linh nghiện ngập kiêu ngạo tao bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi linh của sự nổi nóng, mọi linh của sự bạo loạn, mọi linh của sự hà hiếp ích kỷ, mọi tà linh của sự không tha thứ, bực bội, trầm cảm, tao bẻ gãy mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tà linh của bệnh tật mạng tính, bệnh tật di truyền, tao bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh của sự bệnh tâm thần, tao bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tà linh của sự dâm ô, tà linh của sự ô uế, tà linh của những cái sự loạn luân, tà linh của sự ngoại tình, tao bẻ gãy mày trong danh Giêsu. Rơi, 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 đi ra trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi ra, đi ra và đi ra. Những linh giới hạn nghèo đói, những tà linh của cái sự thất bại, tao bẻ gãy mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh bệnh tật đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những linh mỏi mệt yếu đuối đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tao bảo mày rời, 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 rời hoàn toàn. Hallelujah. Anh chị em biết không? Hãy điểm lại đi. Những ai sinh ra trong gia đình nghiện rượu, nghiện thuốc, không à, cha say xỉn, hãy trục xuất những tà linh say xỉn đó, nghiện ngập đó ra khỏi đời sống của mình. Những ai sinh ra trong gia đình có cha mẹ vướng vào ngoại tình, tà dâm, dâm ô, bạo hành, lạm dụng tình dục, hãy ra lệnh cho linh tà dâm ô ở linh dâm dục đó rời khỏi mình. Hãy ra lệnh lên chị. Những ai đã sinh ra trong những gia đình luôn luôn có cãi vã, hài hiếp, hãy ra lệnh cho những linh bạo loạn, tổn thương, nổi nóng ra khỏi đời sống của mình. Chúng ta cần tẩy sạch nó. Nó không phải ngẫu nhiên nó đến với đời sống mình đâu. Mình mở cửa cho nó, mình ở trong môi trường đó, mình bị liên đới trong những điều đó. Hãy tống cổ nó đi anh chị. Hãy tống cổ nó đi. Những ai sinh ra trong những gia đình mà luôn luôn chật vật để mưu sinh, không ạ?
luôn luôn chật vật để mưu sinh, lúc nào cũng sống trong cảnh túng thiếu nợ nần. Hãy ra lệnh cho linh giới hạn nghèo đói thất bại rời khỏi mình giờ này. Anh em hãy cầu nguyện tống cổ nó đi. Anh em hãy nói rằng ta biết mày có mặt ở trong đời sống của ta, hãy rời khỏi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy chống cự nó, chống cự nó, và tin rằng khi anh em truyền lệnh trong danh Chúa Giêsu, nó phải rời đi, nó không thể ở lại, bởi vì danh của Chúa có thẩm quyền để đuổi nó đi. Thẩm quyền đó thuộc về anh chị em. Anh chị em có đức tin là đuổi nó đi. Anh chị em hãy tống khứ nó đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những gì đeo bám trên đời sống anh chị em, những gì khiến cho đời sống anh chị em lặp lại, anh chị em như bản sao của cha mẹ mình, bản sao của tổ tiên mình, anh chị em hãy điểm đi, gạch đầu dòng đi. Anh em hãy tống cổ nó đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi gọi đó là những tà linh xuyên thế hệ, những sự rủa xả xuyên thế hệ, những đeo bám xuyên thế hệ. Anh em hãy tẩy sạch nó đi. Hoặc là không phải cha mẹ mà chính anh chị em trong quá khứ đã làm những điều đó, thì tôi đảm bảo anh chị em đang mở cửa cho những thứ đó. Ví dụ như anh chị em có thể sinh ra trong một gia đình làm thầy, không à, cúng bái lên đồng cầu hồn, hoặc là anh em tự làm điều đó, tự chuốc lấy những điều đó. Hãy đuổi linh ta thuật ra khỏi anh em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, vì nó là cái cướp giết hủy diệt, nó là cái cướp phá đời sống anh em, nó khiến cho anh em xuống tận cùng dưới đáy mà không thể ngóc đầu lên. Tống cổ linh ta thuật đồng cốt bói khoa, tống cổ những ta linh đó ra khỏi đời sống anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hoặc anh em tuổi thơ đã từng bị lạm dụng, tuổi thơ đã từng bị chà đạp, tuổi thơ đã từng bị ký bán, tuổi thơ đã từng bị rủa xả, tuổi thơ đã từng bị cay đắng, bị cảm thấy rất là sợ hãi. Hãy đuổi linh sợ hãi, đuổi linh tổn thương, đuổi linh hà hiếp đó ra khỏi đời sống anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tống cổ đi anh chị em, tống cổ đi. Tôi nói toàn bộ những gì anh chị em là nạn nhân ngày hôm nay, nó đều bước vào trên đời sống của chúng ta trong quá khứ, hoặc chính liên đới, hoặc chính anh chị em mình đã mở cửa cho nó. Không phải ngẫu nhiên anh chị em thiếu thốn đâu, không phải ngẫu nhiên mà gia đình anh chị em lục đục, không phải ngẫu nhiên mà con cái anh chị em hư hỏng, không phải ngẫu nhiên mà anh chị em cứ hết quanh năm suốt tháng bệnh nào tật gì không. Tất cả đằng sau đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, có bàn tay của Satan, bàn tay của Satan, chính nó làm cho thế giới này đau khổ. Hãy đuổi nó đi anh chị em. Nào, tiếp tục đuổi nó đi nè. Tôi muốn anh chị em rà soát trong gia đình, rà soát trong quá khứ, rà soát trong chính đời sống của mình, rà soát hiện nay mình còn gì. Nếu hiện nay anh chị em còn sống trong dâm dục mà không thể kiềm chế được, không thể dứt ra được, hãy đuổi linh dâm dục đi. Nếu hôm nay anh chị em sống trong sự nổi nóng, giận hờn, cay đắng, tổn thương mà anh chị em không thể bình an được, hãy đuổi những linh không tha thứ tổn thương này đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hiểu ý không? Nếu ngày hôm nay anh em sống trong sự rủa xả, lúc nào cũng nghe thấy tiếng và thấy ma quỷ, thấy nó ở trong nhà của mình, hãy đuổi linh ta thuật đi, linh đồng cốt đi ra khỏi đời sống anh em. Dù trước đây anh em mở cửa cho nó bằng cách cầu cơ, bằng cách đi coi bói, bằng cách đi xem cái nọ xem cái kia, thì bây giờ hãy nhân danh Chúa Giêsu bể gãy nó đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nếu ngày hôm nay anh em sống trong bệnh tật, hồi lúc nào cũng phải một bọc thuốc, đi bệnh viện khám thì không biết là bệnh gì, mà cứ về nhà mỏi mà đau, bệnh bệnh lên bệnh xuống, bệnh không thể chữa được, tốn bao nhiêu tiền của. Anh chị em hãy đuổi linh bệnh tật và linh yếu đuối ra khỏi đời sống anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nếu anh chị em đã từng mất ngủ, ác mộng, ngủ thấy có người đến bên cạnh mình, hãy đuổi tà linh đó, tà linh người chồng người vợ thuộc linh, linh đồng cốt đó, linh tà dâm thuộc linh đó, đi ra khỏi đời sống của anh chị em. Hãy đuổi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đuổi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, đuổi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Anh chị em biết, có thể ngày hôm nay anh chị em đang có thể sống trong trầm cảm và thần kinh có vấn đề, đúng không ạ? Lúc nhớ lúc quên, lúc nào hoang tưởng. Anh em biết có một loại linh, linh tâm thần, nó khiến cho chúng ta tâm thần. Cái đây là nguồn gốc của sự rủa xả. Khi tổ tiên chúng ta, cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta có thể vô tình vì thiếu hiểu biết thờ lạy thần tượng, sống trong sự gian ác, không ạ? Thì cái ảnh hưởng của những cái việc đó là khiến cho cái đời chúng ta bị liên đới. Liên đới đây có nghĩa là chúng ta đã được tái sanh được rồi, nhưng mà cái hậu quả của những sự đó nó vẫn đeo bám trên đời sống của mình, khiến cho tâm thần mình có vấn đề. Tâm thần mình có vấn đề, không ạ? Thần kinh mình nó không ổn định, bị động kinh, bị không ngủ được, ác mộng, lúc nào cũng hoang tưởng, nghe thấy và nhìn thấy những hình ảnh
bậy bạ trong đầu. Trong danh Chúa Giêsu, tôi bẻ gãy quyền lực của mày Satan, tôi bẻ gãy quyền lực rủa xả của mày Satan. Tôi bảo mày rơi khỏi những con người này trong danh Chúa Giêsu quyền nào, rơi khỏi những con người này trong danh Chúa Giêsu quyền nào. Tôi ra lệnh cho thần kinh của họ được chữa lành giờ này, thần kinh của họ được chữa lành giờ này, thần kinh của họ phải được chữa lành giờ này, thần kinh của họ phải được chữa lành giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nào. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Đó, tiếp tục lên trên, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ có thể tác động trên đời sống của anh chị qua những cái việc làm, qua những cái gia phả, qua những cái điều nọ điều kia trong đời sống. Tôi công bố phải được tẩy sạch giờ này. Toàn bộ anh chị nghe tôi được tẩy sạch giờ này. Toàn bộ những anh chị nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được tẩy sạch giờ này. Tôi phủ anh chị em bằng huyết của Chúa Giêsu. Tôi phủ anh chị em bằng huyết của Chúa Giêsu. Tôi phủ lên anh chị em bằng quyền năng của Đức Thánh Linh giờ này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này hãy được tự do, tự do, tự do, tự do. Mọi con quỷ phải rời đi, mọi con quỷ mày phải rời đi, mọi con quỷ ô uế phải rời đi, mọi con quỷ tà thuật phải rời đi, mọi con quỷ dâm dục phải rời đi, mọi con quỷ ác mộng phải rời đi, mọi con quỷ Jezabel phải rời đi, những quỷ kiêu ngạo phải rời đi, những quỷ nổi nóng phải rời đi, những con quỷ nghèo đói giới hạn thất bại phải rời đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do, tự do, tự do, tự do. Có những loại quỷ chê khuất anh chị em không hiểu kinh thánh, tôi bẻ gãy mày Satan trong danh Giêsu quyền năng. Cái mang đã phải được tháo đó, tháo xuống, tháo xuống, tháo xuống. Toàn bộ những cái mang trong tâm trí bị tháo xuống giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đọc kinh thánh mà không hiểu, không nhớ, hãy nghe tôi nói đây. Tôi biết có những anh chị em ở trên mạng này nghe đọc kinh thánh nhưng mà không hiểu, không nhớ một cái gì cả. Trong danh Giêsu, cái mang của Satan đã bị tháo xuống khỏi mắt, khỏi trí anh chị em giờ này. Tháo xuống khỏi mắt, khỏi trí anh chị em giờ này. Cái mang của Satan bị kéo xuống khỏi mắt và trí anh chị em giờ này. Mở ra trong danh Giêsu, mở ra trong danh Giêsu, mở ra trong danh Giêsu. Trí được mở ra trong danh Giêsu, mắt được mở ra trong danh Giêsu. Để hiểu, để nghe, để biết, để tập trung vào lời của Đức Chúa Trời giờ này. Tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đón nhận anh chị em. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Đón nhận sự tự do. Đón nhận sự tự do giờ này. Đón nhận sự tự do giờ này. Nghiện ngập cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn nói buổi tối hôm nay. Những ai đã từng say xỉn, nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, nghiện thuốc lào, nghiện rượu bia, không ạ, bị phụ thuộc. Anh em biết không ạ? Những cái đó là mở cửa, ngoài cái việc xác thịt nhưng mà vẫn mở cửa cho Satan. Những cái quyền lực nó điều khiển tâm trí con người của anh chị. Và cái tà linh đó nó xúi dục, nó xúi dục anh chị em nghiện một số những cái thứ mà không có khả năng bỏ được. Ví dụ như nghiện xem phim đồi trụy, nghiện coi những tranh ảnh khỏa thân, đúng không ạ? Có những cái nghiện như vậy. Nghiện thủ dâm, có những cái nghiện như vậy. Đó, nghiện như làm những cái điều ví dụ như quan hệ với súc vật, có những cái điều như vậy, nó rất là kinh dị. Cho nên là những cái vấn đề đó nó hoàn toàn bị thế giới linh kiểm soát, thế giới linh kiểm soát. Anh chị em hãy nghe tôi đây, không bởi Chúa Giêsu chúng ta không thể thoát ra khỏi những điều đó đâu. Nghĩ là nó đơn giản nhưng nó không đơn giản chút nào. Anh chị em có thể nỗ lực kiềm chế nó trong vòng 1-2 ngày nhưng rồi nó sẽ tái lại. Đây là dấu hiệu có tà linh. Anh em hiểu ý không ạ? Nếu chúng ta cố gắng kiềm chế nó, bỏ nó được 1-2 ngày rồi xong nó lại tái lại vào những lúc rất là không ngờ. Những lúc rất là không ngờ anh em lại tự nhiên tái lại, thì đó là tà linh. Trong danh Chúa Giêsu tôi nói với những anh chị em đó, hãy xưng với Chúa giờ này, hãy xưng với Chúa giờ này và nói rằng: Chúa, con không muốn con phụ thuộc vào những cơn nghiện này. Chúa, con muốn thoát ra khỏi những cơn nghiện này. Chúa, con muốn được tự do khỏi những con quỷ khiến con nghiện ngập những thứ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho mày Satan. Linh nghiện rượu hãy rời đi, linh nghiện thuốc lá hãy rời đi, linh nghiện phim khiêu dâm hãy rời đi, linh nghiện thủ dâm hãy rời đi, những linh nghiện xem những phim đồi trụy hãy rời đi, linh nghiện quan hệ súc vật hãy rời đi, linh nghiện rượu, nghiện ma túy hãy rời đi. Hỡi những tà linh kia, hãy ra khỏi những người đang nghe và thấy những
lời cầu nguyện này: hãy rơi đi Satan, tôi bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền nam, tôi bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền này, tôi bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền nam, tôi bẻ gãy mày rơi khỏi những con người đang ở trước màn hình này. Bất kể những con người nào đang nghiện và nghe lời cầu nguyện này, hãy được tự do, tự do, tự do, tự do. Nghiện rượu, nghiện bia, nghiện thuốc lá, nghiện thuốc lào, hãy được tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tự do, tôi thấy anh chị em được tự do, tôi thấy anh chị em được chữa lành, tôi thấy anh chị em được phục hồi, tâm trí anh chị em được tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị em biết không, thân thể anh chị em mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cho nên anh chị em càng thánh sạch, Đức Thánh Linh càng có nhiều cơ hội để vận hành qua đời sống anh chị em, qua đôi tay, qua đôi mắt, qua đôi miệng của anh chị em, qua đôi tay, qua cả thân thể của anh chị em. Anh chị em càng thánh khiết thì Đức Thánh Linh càng dễ sử dụng những chi tiết công cụ của anh chị em để giúp đỡ người khác. Càng quyền năng, càng thể hiện Đức Chúa Trời, một lời nói thánh khiết của anh chị em sẽ có thể đụng chạm vào lòng của người nghe. Một sự đặt tay thánh khiết của anh chị em có thể chữa lành những căn bệnh ung thư. Một lời nói thánh khiết của anh chị em có thể khiến những con quỷ run sợ và nó bỏ chạy. Một lời chúc phước của anh chị em khiến người ta có thể đầy dậy Thánh Linh. Đó là lý do tại sao mình phải xúc sạch chức bệnh của mình. Amen anh chị em, xúc sạch. Chúa muốn chúng ta xúc sạch để trở thành những bình vàng, bình bạc, bình vàng, bình bạc, kim cương ở trong danh của Chúa. Tôi cống bố anh chị em được tự do buổi tối ngày hôm nay, được tự do buổi tối ngày hôm nay. Ai có bệnh được chữa lành buổi tối ngày hôm nay. Lạy Chúa, con ấp ủ họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con ấp ủ anh chị em con bằng lời cầu nguyện chữa lành giờ này. Thánh Linh là nguồn của sự chữa lành trong danh của Chúa Giêsu. Thánh Linh là sức mạnh của sự chữa lành trong danh Giêsu. Tôi quở trách mọi bệnh tật hãy ra khỏi những thân thể này. Tôi quở trách những căn bệnh đau đầu. Tôi quở trách những căn bệnh tiểu đường. Tôi quở trách những căn bệnh cao huyết áp. Tôi quở trách mọi loại ung thư. Tôi quở trách mày hãy rơi, hãy biến đi. Tôi quở trách những bệnh trong gan, trong thận. Tôi quở trách những bệnh trong bao tử, trong máu, trong xương. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những căn bệnh của mày, toàn bộ những căn bệnh của mày Satan, toàn bộ những căn bệnh của mày hỡi quỷ sứ kia, tao quở trách trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh trong phổi, bệnh trong tai mũi họng, bệnh trong mắt, bệnh trong đầu, bệnh trong xương, trong máu, tao quở trách mày hết, rơi khỏi những thân thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi, lành đi, lành đi. Ai đang trao ngược dạ dày hãy lành đi. Ai đang đau bao tử hãy lành đi. Ai đang đau xương khớp, đau đầu gối hãy lành đi. Đau đằng lưng hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Ai đang tiểu đường hãy lành. Ai đang cao huyết áp hãy lành. Ai đang bệnh trong thận hãy lành, trong gan hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đang đau ở nơi cổ này, tôi đang thấy có một người đặt trong cổ này, nơi cổ này, bàn tay phải đặt ở cổ này, hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Người đã được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cơn đau biến mất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi khối u hãy lành, u sơ trong tử cung hãy lành, u trong phổi hãy lành, u trong gan hãy lành, tiêu biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. U trong tuyến giáp hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Ô hãy lành, hãy lành, hãy lành. Tiểu đường hãy lành. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ai đang bị đau gót chân hãy lành. Gót chân hãy đứng dậy nhảy múa giờ này. Ai đang bị đau gót chân hãy đứng dậy nhảy múa giờ này. Nhảy múa giờ này, nhảy múa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Gót chân của bạn được chữa lành rồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi đang nhìn thấy hình ảnh đó. Người đau gót chân đang nhún nhảy, nhún nhảy, nhún nhảy. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Bệnh tấn công trong tim mạch anh chị em. Tim mạch thở hồi hộp, hồi hộp hay thở gấp hay hồi hộp được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Lành đi. Cảm ơn Chúa. Oh ta ơn Chúa. Anh chị em hãy thay đổi cách nói của mình đi ha. Tôi muốn anh chị em thay đổi cách nói của mình.
Amen. Tôi được lành, tôi được tự do, tôi được bứt phá, tôi được Chúa thăm viếng. Amen. Cha ơi, hãy làm đầy Thánh Linh cho anh chị em con. Hãy đổ đầy, tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em con. Chạm vào anh chị em con giờ này. Chạm vào từng người, chạm vào nửa từng người. Đổ đầy, tái đổ đầy, đầy ơn cho anh chị em con giờ này. Cùng cảm ơn Ngài. Những ai đang cân thần của Ngài, tái đổ đầy thăm viếng Chúa ơi. Anh chị em thay đổi cách nói đi anh chị em. Thay đổi cách nói, đứng dậy thay đổi cách nói. Ô, con cảm ơn Chúa con được lành. Con cảm ơn Chúa chân con được lành, gan con được lành, được Chúa thăm viếng, được Chúa đổ đầy, được Chúa ban ơn. Con là người mới, con là người được tự do, con là người được ban phước của Abraham. Thay đổi cách nói. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất là nhiều người được đồng chạm và tự do buổi tối hôm nay. Rất là nhiều người mà ma quỷ đó, nó xuất đi ra khỏi cơ thể sau khi nghe lời cầu nguyện buổi tối hôm nay. Tôi cảm nhận được điều đó. Cảm ơn Chúa, vinh quang thuộc về Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh chị em ơi, hôm nay chúng ta học về bài quyền năng của lời làm chứng, phải không ạ? Tôi muốn anh chị em thực hành. Hãy viết lời chứng một cách chi tiết. Đừng tiếc lời, hãy viết xuống Chúa vừa làm gì cho mình. Trước tôi làm sao? Sau khi cầu nguyện, sau khi nghe lời Chúa, tôi như thế nào? Tôi cảm ơn Chúa Giê-xu. Đây quả thực là việc Chúa Giê-xu làm. Và Ngài cũng có thể làm điều đó cho những người đọc lời chứng này của tôi. Anh chị em hãy viết xuống nè. Viết xuống những điều Chúa làm. Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ngài đang ở đó với 349 ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. Wow, đây là một điều diệu kỳ. Và tôi ước ao rằng không phải 349 đâu, mà sẽ có hàng ngàn con cái Chúa sẽ xem clip này. Hàng ngàn lượt xem. Có thể 5-7 ngàn lượt xem. Và họ được chữa lành, họ được đụng chạm, họ đọc lấy lời chứng của anh chị em. Và được khích lệ, họ được gia tăng hy vọng ở trong Chúa. Anh chị em ơi, hãy viết xuống. Tôi cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ban phước cho anh chị em. Wow, đúng một người phải không ạ? Đã được chữa lành gót chân và đang chạy nhảy. Diệu kỳ, đúng thiệt. Wow, hay quá, cảm ơn Chúa. Diệu kỳ. Wow, tuyệt vời. Tuyệt vời vì lời tri thức của Chúa. Những lời tri thức của Chúa quá diệu kỳ. Amen. Wow, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm tạ Chúa, Ngài đụng chạm con, tà linh đã rời đi rồi. Amen. Cảm ơn Ngài. Wow. Oh, thành người mới luôn rồi. Cảm ơn Chúa chữa lành. Suốt thời gian cầu nguyện, cảm ơn Ngài cầu nguyện con ra nước mắt nhiều không thể hiểu, con được tự do rồi. Chúa Giêsu, bệnh đau vai cổ con được chữa lành, đau gót chân được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Wow, quá nhiều những phép lạ Chúa làm trong một buổi như thế này. Cảm ơn Ngài. Nhung Lê, cảm ơn Chúa con được tự do. Nguyễn Dân, cảm ơn Chúa, Chúa đụng chạm. Wow, cảm ơn Ngài, cảm tạ ơn Chúa. Hiển Vinh, tôi cần Chúa Giêsu chữa bệnh đau lưng. Huyền Sơn, cảm ơn Chúa, sư cầu nguyện đúng tay phải con đặt chỗ đau và được lành, lòng nhẹ nhàng bình an. Dương Ba Tiếng, chữa lành đau đầu. Tổ Thị Tuyết được khích lệ. Nguyễn Hiếu, bụng cuộn lên nóng như bị đốt. Wow, hủy phá thì nó rời đi. Wow, cảm ơn Ngài vì những lời làm chứng tuyệt vời này. Chính tôi cũng được khích lệ đức tin anh chị em ơi. Tôi đọc những lời chứng này mà tôi được khích lệ đức tin. Nguyễn Cúc là nôn ra không còn đau nữa. Trần Đôn thì ngáp và liên tục chảy nước mắt, người khỏe mạnh nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy chưa? Thấy việc Chúa làm cho Nguyễn Xuân thì con đã khóc và bây giờ đã được tái sinh. Wow, được đụng chạm và nhiều người. Wow, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Chúa thăm viếng quá chừng chừng con người. Ây, người nóng lên khi cầu nguyện. Marie Trần thì cảm ơn Chúa. Thị Trang, khối u đã được chữa lành, giờ nó xẹp lép rồi. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tuyệt vời quá anh chị em ơi. Tôi biết ơn Chúa vô cùng vì những điều Chúa làm buổi tối hôm nay cho anh chị em. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đã chữa lành hốc mũi, cổ họng bị đau. Nguyễn Lan, con được Chúa giải thoát tất cả. Con ngáp liên tục và nước mắt chảy ra rất nhiều. Con được chữa lành.
Cảm ơn Chúa chữa lành, dưới bàn chân con không còn đau nữa. Amen. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài chữa lành tấm lòng cho Huyền Sơn. Cầu nguyện con khóc và cũng cảm nhận được mình được chữa lành, phục hưng. Huynh là ai đây? Oh, cảm ơn Ngài. Yes. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Wow, vinh hiển thuộc về Ngài. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Wow, vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Wow, thần kinh được nhẹ. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Wow, cảm ơn Ngài anh chị em ơi. Cảm ơn Ngài. Vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Nếu giờ này mà được hát, sẽ hát chục bài cho Chúa. Giờ này mở hội thánh thì nhảy múa hát chục bài cho Chúa. Amen anh chị em. Wow, cảm ơn Ngài từ cả tấm lòng. Tôi tin rằng anh chị em được chữa lành, được bứt phá. Ông xã em ngáp không khớp được miệng. Những lời chứng tuyệt vời. Ôi, lời chứng của ông xã em cầu nguyện mà ngáp không, không ngậm được mồm, không ngậm được miệng. Oh, hallelujah. Mỹ Lan, Mỹ Lan, Chúa chữa lành cho con cái tay. Oh, hallelujah, cảm ơn Ngài. Con mệt mỏi đau họng, sau cầu nguyện con được chữa lành, không còn mệt mỏi, giờ khỏe mạnh luôn. Chúa, cảm ơn Chúa thật nhiều. Tuyệt vời anh chị em, cảm ơn Ngài. Bích Hảo, tạ ơn Chúa. Lúc con sẽ cầu nguyện, con mắc ói và trao nước mắt ra, con được chữa lành. Oh, hallelujah, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hát lên nào vì lòng này cả Giê-xu. Đúng rồi, hát lên nào vì lòng này cả Giê-xu. Anh chị em hát đi. Wow, cảm ơn Chúa, con được tự do khỏi sự bất an trong lòng và sự cầu nguyện. Amen. Đây cũng là một phép lạ. Wow. Phép lạ, cảm ơn Ngài. Nghe những lời chứng của anh chị em phải nói là chỉ có cười vui thôi và ngợi khen Chúa thôi. Wow, chữa lành. Cảm ơn hôm nay con được đụng chạm khóc trong Đức Thánh Linh. Oh, bơi trong Đức Thánh Linh. Ai đó đang bơi trong Thánh Linh. Cảm ơn Ngài. Amen. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, con nghe lời cầu nguyện cho con được nhẹ trong mình. Cảm ơn Chúa quá. Hát một bài đấy. Tôi muốn anh chị em hát đi. Nhưng mà bây giờ làm sao hát? Anh chị em cứ hát đi, hát một bài đi. Amen. Cảm ơn Ngài. Vì Giê-xu sống. Amen. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục lên cho em. Tiếp tục ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống. Wow, tạ ơn Ngài. Amen. Rồi, bây giờ đã là 9 giờ rồi. Lúc nào thì cũng phải đến lúc kết thúc anh chàng ha. Nên 9 giờ rồi chúng ta kết thúc. Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa. Amen. Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa. Rồi sao đó nữa đó anh chàng hát tiếng đi. Cảm ơn Ngài. Rồi chào tạm biệt anh chàng nha. Xin Chúa ban phước cho anh chàng. Một lần nữa chúc tất cả anh chàng trở thành nhân chứng hiệu quả cho Chúa Giê-xu trong thế giới đổ vỡ này. Amen. Tất cả những anh chị em nghe bài học buổi tối hôm nay sẽ trở thành nhân chứng giữ lời chứng của Ngài. Và tôi tin rằng những phép lạ Chúa làm, anh chị em cứ ghi lại đó và sẵn sàng làm chứng tại nhóm nhỏ của mình. Anh chị em amen ạ. Hãy làm chứng tại hội thánh của mình, làm chứng tại nhóm tế bào của mình. Làm chứng bất kể lúc nào mà anh chị em có cơ hội, hãy làm chứng anh chị em ơi. Vì lời chứng rất có quyền năng. Tôi nhắc lại câu kinh thánh Khải Huyền chương 19 câu 10. Vì sự làm chứng về Chúa Giê-xu là thần khí của lời tiên tri. Xin Chúa ban phước. Chào tạm biệt anh chị em. Bye bye. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.